ô liệt chết rồi giang lan không chần chờ gì thêm mà ngay lập tức nhìn về phía cái giếng kia lúc này ô mục đang toàn lực bảo toàn cái giếng kia hắn ta không có một chút ý định ra tay nào lời người vừa mới nói ta đều nghe thấy cả rồi thật khiến người ta vô cùng bất ngờ ô mục nhìn giang lan rồi cười nói ta vốn cho rằng ta đã tính toán rất đầy đủ nhưng đáng tiếc ta tính không bằng trời tính có phải bây giờ người nghĩ là đã giết chết được ta rồi không không nói lời nào giang lan bước một bước đến phía trước kết giới bên giếng cổ hắn lập tức tung một quyền phá vỡ kết giới ầm ừ, chỉ mới tung một quyền kết giới đã phủ đầy những vết nứt vào lúc này ôm một phân tách ra một đạo phân thân sau đó tiếp tục cười nói người không thể giết chết ta được đâu bởi vì chỉ có chính ta mới giết chết được ta mà thôi lấy đi tính mạng của ta thông đạo này sẽ lập tức được tạo thành ta xem người sẽ đối phó như thế nào giọng nói của hắn ta mang theo ý cười mà ý cười này lại từ từ biến thành tiếng cười. Giọng nói của hắn ta từ nhỏ trở nên lớn hơn, từ trầm trọng trở nên tùy ý. Lúc này, hắn ta tạm dừng việc bảo toàn giếng cổ lại, huyết nhục bắt đầu tiêu tán và hòa vào trong giếng cổ. Bùm, kết giới tan nát. Giang Lan nhìn thấy đối phương lấy thân thể nuôi giếng cổ, mà hắn cũng cảm nhận được khí tức nồng nặc có thể so sánh với động u minh, bởi vì sự tiếp cận của hắn khiến cho ô mục từ bỏ ý nghĩ trốn tránh, một là được ăn cả, hai là ngã về không, vừa mới tới gần, phân thân của ô mục lập tức hành động không trần trở thêm một giây phút nào hắn đánh ra một quyền phủ đầy cửu kiếp chi lực bùm sức mạnh cực kỳ cường đại của hắn lập tức đánh nát một nửa phân thân của ô mục sức mạnh ép bước khiến cho phân thân ô mục ngã lộn nhào xuống đất đuổi theo một cước đạp xuống bùm phân thân ô mục hoàn toàn hóa thành huyết vụ giang lan đi đến trước mặt ô mục đánh ra một quyền tuyệt sát bùm buộc nhìn giang lan đến gần hắn ta có chút khó tin Người này đã hết lần này đến lần khác làm thay đổi nhận thức của hắn ta, hắn ta đã nhìn thấy rõ rồi, sức mạnh trên tiên sơ kỳ, ầm. Một quyền giáng xuống, thân thể ô mục bắt đầu tán loạn, trước khi chết, hắn ta nhìn răng lan, trong lòng đầy nghi ngờ mà hỏi. Trên tiên sơ kỳ, thật sự là có người có sức mạnh cường đại như vậy sao? Giang lan đáp lại bằng cách dùng sức mạnh phá hủy thân thể của hắn ta, rồi lạnh lùng nói. Không phải ngươi đã thấy rồi sao? mục sững sờ sau đó hắn ta hoàn toàn hóa thành huyết vụ tiêu tán không còn dấu vết tất cả mọi người đều bị giang lan giết chết chung quanh không còn lấy một người chỉ có một cái giếng cổ phát ra luồng ánh sáng yếu ớt trong giếng cổ có khí tức quỷ dị tràn ra lạch cạch giang lan cất bước chân chậm rãi đi tới giếng cổ tiếc mắt nhìn thoáng qua phía dưới cửa và hiện ra một màn đen kịt màu đen giống như tài xương mù bắt đầu tiêu tán dường như có thể nhìn thấy được u minh đại địa thông qua khoảng cách cô tận này Xoạc. Trong bức màn tối đen bỗng nhiên bị một đồng tử đỏ thẫm chiếm giữ, sự xuất hiện đột ngột của đồng tử đỏ thẫm khiến cho Giang Lan có chút bất ngờ, giống như người có thể thấy được một con mắt tương tự xuyên qua bức tường vậy. Giang Lan nhìn chằm chằm về phía đối phương, như thể đối phương nhất định cũng đang nhìn thấy hắn. Nhưng cả hai không ai nói một lời nào, Giang Lan nhìn thấy khí tức u minh của giếng cổ khuếch tán, nhìn thấy đồng tử đỏ thẫm chiếm giữ bên trong như đang nỗ lực xông ra khỏi giếng cổ, hắn biết, thông đạo đã được kết nối và đối phương muốn đến đây. U Minh sinh vật sao? Giang Lan chưa từng thấy U Minh sinh vật, nhưng hắn cũng không tính để cho đối phương đến đây. Hắn đi đến phía trước giếng cổ, đưa tay ra rồi sau đó từ từ ấn xuống. Sức mạnh trong tay hắn xuất hiện, bắt đầu khuếch tán ra bốn phía xung quanh, dường như hắn đang thúc ép toàn bộ giếng cổ. Đúng vậy, Giang Lan muốn dùng cửu kiếp chi lực để đánh nát giếng cổ này, cửu ngư chi lực phun trào, cửu kiếp chi lực tràn đầy, đại kiếp tiến đến gần bên giếng cổ, sức mạnh mang tính hủy diệt bắt đầu tàn phá bừa bãi trên thân giếng cổ lúc này khí tức u minh tràn ra tập tức bảo vệ giếng cổ một cách nhanh chóng người ở bên trong muốn bảo toàn giếng cổ này đáng tiếc rằng người ở bên trong chỉ tràn ra một chút sức mạnh căn bản là không có cách nào ngăn tại cửu kiếp chi lực của giang lan được cả giang lan dùng bàn tay của mình ấn xuống giếng cổ bắt đầu rung lên giang lan vốn định dùng nắm đấm nhưng hắn phát hiện giếng cổ chỉ vỡ nứt một chút thôi trừ phi hắn có sức lực mạnh hơn nữa cộng thêm tu vi cao một chút có lẽ sẽ có thể làm được Đến lúc đó, chỉ cần một quyền cũng đã đủ đánh nổ tung giếng cổ rồi, không cần phải phiền phức như vậy, quả nhiên vẫn cần phải cố gắng trở nên mạnh hơn. Kẹt Khí tức u minh không ngừng tán loạn ra, giếng cổ dường như có vết nứt, trong nháy mắt, đồng từ đỏ thầm đã chiếm giữ giếng cổ giống như đang nhíu mày lại. Khí tức u minh tại bắt đầu dâng trào một lần nữa, nhưng cũng không phải là người ở bên trong đang cường thế xông phá thông đạo, mà là có giọng nói chuyển ra. Nhân loại, người có biết thiên cơ đã loạn, giang lan trả lời không biết đối phương đang nỗ lực thuyết phục hắn nhưng hắn cần trì hoãn một chút thời gian chỉ một lúc nữa thôi là được rồi bùm khí tức u minh bạo động khiến giang lan nhíu mày lại cửu kiếp chi lực của hắn đã bị tấn công thông đạo đã mở ra muốn hoàn toàn nghiền nát nó thì phải cần có thời gian cũng cần có chi phí nhân loại hãy để cho ta đi qua hãy để cho ta khuấy vũng nước đục này một lát có lẽ trong sự hỗn loạn đó ngươi sẽ có được một luồng cơ duyên đấy khí tức ôm mình tại truyền gia một lần nữa lần này giang lan không nói gì mà tăng nhanh tốc độ vận chuyển cửu kiếp chi lực chỉ cần một lúc nữa là đủ rồi cảm giác được thông đạo sắp biến mất đồng từ đỏ thẫm lại một lần nữa truyền ra giọng nói nhân loại trời đất sắp sụp đổ rồi thế giới hỗn loạn đã vượt quá nhận thức của ngươi không có cơ duyên sẽ không đủ để sống tạm bỡ để cho ta vào trong ngươi nhất định sẽ có cơ hội lời của đối phương Giang Lan chỉ là nghe chứ chưa từng có ý nghĩ tiếp nhận, mặc dù biết rõ sức lực của mình cũng tạm được, nhưng nhỡ bị lay chuyển thì sao? Còn không bằng mang đi hủy diệt. Giang giác, giờ phút này, giếng cổ trải rộng những vết nứt và bắt đầu sụp đổ, khí tức u minh cũng đã không còn tràn ra nữa. Dưới đại thế, nhân lực không đủ tầm, ha ha, nhân loại, chẳng lẽ người cho rằng dựa vào sức của một mình ngươi là có thể một tay vị họa trời sao? Ta chờ ngươi tới tìm ta. ầm, um, sức mạnh của Giang Lan tràn vào giếng cổ, hắn dùng một tay bóp nát. Ha ha ha, tiếng cười phía bên dưới u minh truyền đến nơi xa, khiến người ta sợ hãi. Giang Lan không thèm quan tâm, lời mà đối phương nói có phải là thật hay không? Về phần trời đất sụp đổ, đây là chuyện của cả đại hoang, không có liên quan gì đến một đệ tử côn lôn nho nhỏ như hắn cả. Hắn chỉ cần phải cố gắng để trở nên cường mạnh hơn, thích nghi một chút là được rồi. Còn tìm đối phương? U Minh sinh vật thật đúng là tự tin. Sau khi xử lý giếng cổ xong, lại xác định không có vấn đề gì nữa thì Giang Lan lập tức rời đi, muốn sang chiến trường biên giới luyện tập một phen. Đây nhiệm vụ của hắn khi ra ngoài lần này, nếu không thì khó lòng mà giải thích với sư phụ. Chẳng qua là khi hắn muốn rời khỏi thì tại phát hiện có người đang tiến lại gần, quay đầu nhìn lại, chính là bát thái tử, vết thương của hắn ta còn chưa hồi phục được bao nhiêu, có vẻ như đối phương vừa mới đến rằng lan lướt nhìn đối phương một cái, sau đó biến mất ngay tại chỗ, không để ý tới một chút nào. thấy đối phương đưa ánh mắt tới, ngao mãn lập tức bị dọa đến không dám động nữa. nhưng hắn ta đã nghe thấy tiếng cười vừa nãy rồi, âm thanh đó mang đến cho hắn ta một loại cảm giác quỷ dị, giống như thể có tầm ma gây nên vậy. nhưng người kia rời đi rồi, khiến hắn ta thở phào nhẹ nhõm. dọc đường đi, hắn ta cố ý đi chậm rãi. như vậy thì nếu người này thật sự muốn tìm hắn ta thì hắn ta cũng tỏ vẻ và mình không hề trốn tránh nếu như không thì lẽ ra lúc hắn ta đi đến đối phương cũng nên rời đi mới phải để giải thích rõ ràng hơn việc hắn ta thúc ép phục hồi vết thương chỉ là mượn cái cớ mà thôi này còn sống à nghĩ như vậy hắn ta tập tức định rời đi chỉ là vừa mới muốn thoát khỏi thì hắn ta bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sức mạnh vô hình từ trên trời giáng xuống sức mạnh vô tận như sóng biển cuồn cuộn ập xuống khiến hắn ta khó có thể di chuyển được ngao mãn hoảng sợ đại nhân vật nào đang đến đây vậy Cơn gió nhẹ thổi lướt qua, ngao mãn nhìn thấy một nam tử trung niên xuất hiện ngay chỗ người kia đã đứng trước đó, mặc bộ trang phục màu xanh thầm, ánh mắt bình tĩnh lộ ra vẻ thâm sâu. Hắn ta chỉ đứng ở đó thôi, cảm giác như hết thảy chung quanh đều bị đóng băng lại. Phong chủ đệ cử phong Mặc Chính Đông ngồi ở trên đệ cử phong chi đình, bên ngoài cô luôn truyền đến tiếng tranh đấu, có thể là tiên nhân yêu tộc đại chiến với tử trung thiên, xem ra yêu tàu có toan tính không nhỏ nhưng cũng không vượt ngoài dự liệu của hắn ta trách nhiệm của hắn ta là bảo vệ cửa vào u minh của đệ cửu phong chấn áp toàn bộ các sinh linh có âm mưu rời khỏi một khi có cường giả ra ngoài thì sẽ gây tổn thất lớn cho côn lôn đây cũng là chức trách của đệ cửu phong càng là chức trách của một phong chủ như hắn ta lần này hắn ta tập trung sự chú ý của mình vào u minh nhưng đột nhiên hắn ta cảm giác khí tức của u minh phun trào có xu hướng nhất định và ổn định nhìn có vẻ bình thường nhưng tại không giống trước đây nhưng trong nháy mắt bóng dáng của mặc chính đông đã biến mất tại chỗ khi xuất hiện lại lần nữa thì đã đứng ở cửa động u minh hắn ta cúi đầu nhìn rồi sau đó sức mạnh bắt đầu tràn vào bên trong cố gắng tìm ra nguyên nhân một lát sau hắn ta lập tức thu hồi lại tất cả lực lượng rồi sau đó cả người hóa thành một làn sương mù biến mất tại chỗ đến khi xuất hiện lại đã là ở giữa không trung trên đỉnh núi vô danh xuất hiện cùng với một lực lượng mạnh mẽ chấn áp một phương hắn ta hạ xuống giữa không trung đứng trước một miệng giếng đã bị phá nát hắn ta nhìn miệng giếng này trong mắt mang theo ý lạnh, lại có người dám đào vào U Minh, gan lớn thật, người yêu tộc đúng là dám nghĩ dám lầm, tuy nhiên, thông đạo vừa mở ra không bao lâu thì đã bị người ta trực tức nghiền nát. Hắn ta nhìn một mớ hỗn độn xung quanh, huyết vụ đầy trời, nhưng chỉ có như vậy, không còn dấu vết dư thừa nào nữa, không có cách nào biết được tất cả mọi thứ, có vẻ người ra tay có chút bất phàm, mặc chính đông thu hồi chiếc giếng kia, đây chính là thứ duy nhất còn sót lại, tuy nhiên, hắn ta quay đầu nhìn ngao mãn ở một bên đang không có cách nào nhúc nhích được di chuyển từng bước trong chớp mắt hắn ta đã xuất hiện trước mặt ngao mãn giờ khắc này ngao mãn cảm thấy cả thế giới đều đang áp bức hắn ta nam nhân trước mặt này muốn giết hắn ta dường như còn không cần phải động thủ đây có phải lý do mà trước khi hắn ta đến đây đã bị cảnh cáo gian dạy không đa phần người trong côn lôn đều có thể chọc vào nhưng phong chủ đệ cửu phong thì tuyệt đối không thể chọc vào hắn ta đặc biệt nhận ra chín người trước khi đến đây vốn tưởng rằng khi đến Côn Lôn thì hắn ta sẽ không hề gặp được những người kia. Ai mà ngờ tới, vậy mà trong tình huống này lại gặp phải phong chủ đệ cử phong chứ? Rõ ràng là đã phát hiện ra chuyện người yêu tộc đến đây. Ngươi và Ngao Long Vũ có quan hệ thế nào? Giọng nói của Mạc Chính Đông vang lên. Giọng điệu này cực kỳ bình tĩnh, chỉ là khi lời này rơi vào tai Ngao mãn tại như sấm sét giữa trời quang, hắn ta tập tức cảm thấy nếu mình trả lời không tốt thì đãi ngộ sau này sẽ hoàn toàn khác. Nàng, nàng là tỷ tỷ của ta, ngao mãn tập tức trả lời phải nói rõ quan hệ tỷ phu tương tai của hắn ta cũng là đệ cử phong với mối quan hệ của tỷ phu này thì hắn ta sẽ an toàn hơn rất nhiều quả nhiên sau khi hắn ta nói ra danh tính của mình thì tất cả áp lực đều biến mất trong chớp mắt mặc chính đông lạnh lùng nhìn ngao mãn thiên sinh tiên linh rất giỏi nếu như là long tộc bình thường thì hắn ta đã ép hỏi rồi nhưng cái này thì không tiện lắm dù sao thì đệ tử của hắn ta cũng muốn cưới công chúa long tộc Người làm sư phụ thì sao có thể gây phiền phức cho đệ tử của mình được. Không có cách nào dạy bảo Giang Lan ở chung với thần nữ như thế nào đã là một thất trách của người làm sư phụ như hắn ta rồi. Bây giờ lại động vào đệ đệ ruột thịt của người ta thì sẽ khiến hai người đó có khoảng cách. Người đã làm gì? Đã nhìn thấy gì? Mặc chính đông mở miệng hỏi. Nơi này chỉ có một người sống, đối phương sẽ phát hiện ra. Về phần long tộc có ra tay phá hoại hay không thì khả năng rất thấp. Quyết vụ đầy trời cũng là một thủ đoạn, hắn ta đã nghe nói đến hắn ta là cường giả ẩn thân của côn lôn. Ngao mãn được khôi phục tự do thì thở phào nhẹ nhõm, tránh được một kiếp nạn. Bầm tiền bối, ngao mãn cung kính nói. Vãn bối ngoài ý muốn mới rơi xuống nơi này, tranh đấu với người yêu tộc, sau đó có ai đó xông vào, hắn ta đã giết chết yêu tộc rồi. Cuối cùng có hai chân tiên nữa, không biết có bị hắn ta đánh chết không, khi vãn bối đến đây thì chỗ này đã không còn ai nữa, ngao mãn không hề nói dối mỗi câu của hắn ta đều là thật thế nhưng hắn ta không nói đến một quyền phá vỡ hồng long kia không phải chuyện gì cũng có thể nói ra nếu như gây rắc rối cho vị tiền bối này thì tóm lại là hắn ta không thể trêu vào cả hai phe hắn ta chính là long tộc bát thái tử thế nhưng ra ngoài một chuyện hắn ta lại cảm thấy mình rất tầm thường có nhìn rõ dáng vẻ của hắn ta không mạc chính đông hỏi ngao mãn lập tức lắc đầu không thấy hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương mạc chính đông nhìn đối phương một cái vung tay lên rồi hai người tập tức biến mất tại chỗ sau khi rời đi thì giang lan nhìn thoáng qua về phía đỉnh núi vừa rời đi này loại áp lực đè nén khó tả đó đột nhiên xuất hiện trên ngọn núi sư phụ đến đây ư ừ, đây là điều đầu tiên hắn nghĩ đến cảm giác áp lực kia nhất định là do có cường giả hạ xuống mà bây giờ sư phụ hắn đang chấn thủ u minh nơi này có người cố gắng mở ra u minh tạm thời thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của sư phụ hắn xem ra sau này cái gì liên quan đến u minh thì cần phải làm cẩn thận một chút kẻ địch mạnh là một chuyện chủ yếu là dễ dàng dẫn đến sự phụ đến lúc đó thì không biết phải đối phó như thế nào không để ý đến nữa hắn tăng tốc rồi rời đi muốn đi rèn luyện một chút trận chiến bên cạnh đúng là băng thuyền thụ lâm khi hắn đến thì thấy một số cự lăng và rất nhiều một viên yêu thú mắt đỏ rực thiên lang tộc rất nhiều năm trước hắn đã giết một con sói ở đây cũng giết một số người liên quan đến thiên lang tộc không ngờ tới gần chủ động công kích này tại là những người này hắn mới từng thấy một viên yêu thú một lần trong băng thiền thụ lâm này thật sự có không ít thực lực cao thấp không đều có kim đan kỳ cũng có cả nguyên thần kỳ mà phản hư thì tại rất hiếm thấy hắn nhìn qua thì không tìm thấy một tiên nhân nào ở gần đó xem ra gần đây chỉ toàn tiểu đà tiểu nháo đến vị trí trung tâm nhất thì có hai luồng ánh sáng phía chân trời hắn không có cách nào biết được đó là tình huống gì lúc này giang lan lập tức rút đi nhất diệp chướng mục hắn vừa xuất hiện thì đã bị một con cự lang theo dõi ngào nó gầm lên đầy phẫn nộ cự lang kia trực tiếp lao đến nguyên thần viên mãn không biết có phải do đã học long ngữ trong một thời gian dài hay không mà vừa nghe tiếng sói chu kia thì hắn dường như đã hiểu được ý nghĩa giống như đang nói mau đến đây có kẻ dễ bắt nạt ở đây, linh trí của cự lang rất cao, những con sói mà hắn lúc trước đã giết cũng có linh trí không kém. Giang Lan nắm chặt kiếm trong tay, thân kiếm đảo một cái thì có ánh sáng nhàn nhạt, nhạt hiện ra, chân đạp bảy bước, kiếm ý như mưa rơi vẫy xuống, mỗi một hạt mưa rơi đều thuộc về kiếm ý của Giang Lan, nước mưa như như thủy như kiếm. vào lúc cự lang xông đến, kiếm của Giang Lan huy động trước một bước, vô số nước mưa bao phủ quanh cự lang. ngào một tiếng giống to làm chấn động bốn phương dường như cự lang muốn trực tiếp phá nát màn nước mưa của đối phương ầm lực lượng va chạm vô số nước mưa bị phá nát thế mưa mưa vẫn rơi liên miên không ngừng từng đợt từng đợt một mà cự lang cũng chỉ gầm lên có một lần lúc này nước mưa đột phá lực lượng của cự lang rồi tuồn vào cự lang không hề sợ màn mưa này không thể tạo nên thương tổn gì cho nó nhưng đúng vào lúc này có một thanh trường kiếm xuất hiện từ trong màn mưa đánh thẳng vào mi tâm nó cự lang sợ hãi lùi lại một bước, vung trào lên muốn trực tiếp giết chết người trước mặt, ầm, nhưng khi nó sắp chạm vào thì thanh kiếm đột nhiên được thu hồi lại rồi xuất hiện ở phía dưới, muốn chém đứt cổ nó. Cự lạng phẫn nộ gầm lên, tăng tốc đối kháng với thanh kiếm. Lúc này kiếm quang tóe kênh, bóng người giang lan biến mất rồi lại xuất hiện xung quanh cự lang. Chưa được bao lâu thì bóng người giang lan đã lại xuất hiện trước cự lang. Sau khi xác nhận cẩn thận thì hắn cầm kiếm quay người rời đi. Cự lang ở phía sau nhìn Giang Lan chạy đi thì muốn nhào vào xé nát hắn nhưng nó biết là nó không đủ khả năng. Bởi vì nó đã chết, lúc này trong mắt ánh của cự lang là vẻ không cam lòng. Cơ thể nó xuất hiện vô số vết nứt, sau đó huyết nhục bắt đầu rơi xuống, ầm. Giang Lan rời đi, cự lang tập tức ngã xuống mặt đất, mi tâm cũng một vết thương chí mạng. Kinh đình vốn đang đánh nhau với một con cự lang, hắn ta luyện thể nên ngay từ đầu đã lấy cứng đối cứng với cự lang cùng cấp bậc nên hắn ta chưa từng bị rơi xuống thế hạ phong, cho hắn ta chút thời gian thì giết chết cự lang cũng không phải là vấn đề. Trong lúc hắn ta còn đang chiến đấu thì đột nhiên nhìn thấy Giang Lan, thấy một con cự lang đang tấn công Giang Lan, hoặc là nói hắn ta vốn là bị tiếng cự lang kêu hấp dẫn, sau đó mới phát hiện ra Giang Lan, một nguyên thần viên mãn của thiên lang tộc đang công kích nguyên thần hậu kỳ Giang Lan. Như này chắc chắn là nghiền ép, thật ra sư đệ đệ cửu phong đều không quen với những người khác, kinh đình cũng chỉ gặp qua và hỏi thăm vài lần. Hắn ta tất nhiên quen thuộc với những người khác hơn. Sư đệ đệ Cửu Phong đúng là không giống với lời đồn, đối với đồng môn lễ phép tôn kính, nhưng lại ít nói ít cười, nói năng cũng thận trọng, cho nên hắn ta cũng không định nhìn Giang Lan bị đánh chết. Ừm, sau khi một quyền đánh bay Cự Lang đi thì hắn ta lập tức đi về phía Giang Lan ở bên kia. Nhưng vừa mới chạy được nửa đường thì đã bị Cự Lang giữ chân lại, nhất thời không thể đi qua bên kia được, bên kia, Giang Lan cũng bắt đầu phát động công kích. Hy vọng hắn có thể kiên trì lâu hơn một chút, nhưng mà, khi hắn ta đẩy lùi được kẻ địch một lần nữa thì đột nhiên nhìn thấy Giang Lan huy động trường kiếm ra xung quanh người Cự Lang, thanh kiếm vung xuống, ổn định và có quy luật, mang theo kiếm ý, giống như đã tập luyện thử thách qua rất nhiều lần, chỉ trong chốc lát, hắn ta đã thấy Giang Lan dừng tay lại. Điều này khiến hắn ta khó mà có thể tin được, bởi vì hắn ta nhìn thấy Giang Lan xoay người rời đi, mà Cự Lang kia lại ầm ầm ngã xuống nguyên thần viên mãn bị nguyên thần hậu kỳ nghiền áp mà giết chết trong một thời gian ngắn. Chuyện này, sư đệ thật sự là nguyên thần hậu kỳ sao? Trong nhất thời, hắn ta có hơi kinh ngạc, nhưng hắn ta thấy lực lượng mà Giang Lan dùng chắc chắn thuộc về nguyên thần hậu kỳ. Chỉ là kiếm pháp, tốc độ, thời điểm công kích của hắn đều vô cùng khéo léo, thiên đạo thi cần, giờ khác này, hắn ta đột nhiên nghĩ đến đến bốn chữ trên đệ ngũ phong kia. Có lẽ sư đệ đệ cử phong chính là như vậy, nhưng kinh đình vẫn đi đến bên cạnh Giang Lan. Sư đệ đã tiêu hào rất lớn sao, phía sau thụ lâm có trưởng lão tọa chấn, bị thương thì có thể đến đấy chữa trị, hắn ta có thể cảm nhận được sư đệ đệ cử phong hoàn toàn khác với lời đồn. Trong lời đồn nói rằng tu vi sư đệ đệ cử phong là dựa vào tài nguyên mà tạo thành, là người yếu nhất trong những người cùng cấp bậc, nhưng hôm nay vừa thấy thì lời đồn đúng là lời đồn. Sư đệ đệ cửu phong không chỉ không phải người yếu nhất trong cùng cấp bậc mà còn có một trận chiến vượt cấp nghe thấy lời kinh đình nói giang lan mới tỉnh táo lại quả thật là mình dùng lực lượng của nguyên thần hậu kỳ nhưng tiêu hao vượt cấp tất nhiên rất lớn thậm chí còn sử dụng cả bí pháp để dùng thương thế đổi lại thương thế đa tạ sư huynh đã nhắc nhở giang lan cúi đầu cảm ơn nói sau đó kinh đình rời đi hắn ta muốn tiếp tục giao chiến với cự lang cơ hội đánh nhau này cực kỳ khó có được giang lan điều chỉnh tại trạng thái tìm cho mình có vẻ yếu hơn một chút tiếp theo không thể vượt cấp nữa một lần thì không sao có thể coi là công tạo của bí pháp nhưng thường xuyên thì sẽ bị chú ý lời đồn về hắn cứ như bây giờ là được có thể khiến đa số mọi người đều coi thường hắn thì sẽ tốt khi hắn giết địch còn nữa thiên nhân tộc và yêu tộc cũng sẽ không vội vàng đối phó hẳn như vậy hắn cũng có đủ thời gian nghỉ ngơi một át sang lan lại tiếp tục bắt đầu chiến đấu bọn họ đã đánh tới băng thiền thụ lâm rồi một trận chiến này sẽ không kéo dài được bao lâu hắn không thể nghỉ ngơi quá lâu hắn cần phải mang về chút chiến tích cho sư phụ xem để làm lão niên gia của hắn vui vẻ không thể ra ngoài lịch luyện thì khi ở gần côn lôn phải biểu hiện tích cực một chút giang lan đã trở thành một đệ tử bình thường trong vô số đệ tử ở côn lôn không có chiến tích trói lọi nhưng bóng dáng hắn vẫn luôn ở đây hắn chưa từng ra ngoài lịch luyện thật sự có thể học được rất nhiều từ các trận chiến này ví dụ như nhận ra rằng trên thế gian này có rất nhiều nguy hiểm luôn rình rập đại hoang thần ma ở khắp nơi chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thì sẽ trở thành vong hồn dưới tay kẻ khác trở nên mạnh mẽ hơn là chuyện quan trọng nhất. Ừ. Trên trời đột nhiên truyền đến tiếng vang lớn, hai đạo ánh sáng rực rỡ ban đầu, bắt đầu có một đạo dần nhạt đi. Trên đó sắp kết thúc rồi, đây là cảm giác đầu tiên của Giang Lan, bên trên kết thúc thì phía dưới cũng cần xong rồi, khí thế hoàn toàn khác. Thời gian ngắn hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn, không cần thiết phải qua đêm nay. Đại diện Côn Lôn, có hai người long tộc đang ngồi ở đây, trong côn lôn cũng có hai người vi phong chủ đang ngồi người long tộc đang ngồi là một nam tử trung niên và một nữ tử trẻ tuổi mà người của côn lôn là đệ nhị phong liễu cảnh và đệ ngũ phong rượu người tiên tử vừa mới đến đây thì côn lôn đã xảy ra chuyện đúng là không khéo ngao đã nhìn liễu cảnh cười nói vốn dĩ đã nói là để cho tiểu bối giao thủ bây giờ xem ra là người trẻ tuổi ở côn lôn có lẽ không có xuất thân long tộc chúng ta cũng khinh thường việc bắt nạt kẻ yếu hay là trực tiếp nói đến chuyện Long Vũ đi. Còn nữa, hôm nay côn luôn các người có trận chiến nhỏ, ngày mai cũng có thể sẽ gặp phải đại chiến, không thể nói trước thế cục được, giọng nói của Ngao đã trầm xuống, sắc mặt liễu cảnh vẫn bình tĩnh không nói gì, Diệu nguyệt tiên tử ở một bên nhìn Ngao đãi, giọng nói mang theo ý cười. Quả thật à vậy. Long tộc các ngươi vừa trải qua một trận đại chiến kéo dài trăm năm, bây giờ có phải đang rất yếu phải không? Ta nghĩ nên tự bảo vệ cho tốt, một khi có người nhân cơ hội mà lèn vào thì có thể long tộc sẽ không còn tồn tại nữa vừa nói xong thì ngao đã đã lạnh lùng nhìn về phía rượu người tiên tử lúc này ngao sư sư của long tộc cũng dừng ánh mắt lên người rượu người tiên tử giọng nói của nàng uyển chuyển nhẹ nhàng có lẽ rượu người tiên tử không biết nội tình của long tộc có thể hỗ trợ chúng ta đánh một trăm năm nữa cũng không hề rơi vào thế hạ phong thì ra là mấy chục năm trước xính lễ mà chúng ta tặng đều đã là nội tình của long tộc rồi giọng nói của Dụ Nguyệt tiên tử vẫn mang theo ý cười, phải biết rằng, nếu như mấy chục năm trước không có chuyện thần nữ thì Long tộc sẽ phải một mình đối mặt với yêu tộc. Sau khi có chuyện của Ngao Long Vũ thì Long tộc mới có được sự ủng hộ của Côn Lôn, đây là thỏa thuận khi đó, sau đó Long tộc bắt đầu chiếm thế thượng phong, đây cũng không phải là chuyện của một mình Long tộc. Người, Ngao sư sư nhất thời nói không nên lời, Dụng Nguyệt tiên tử nhìn người này, sắc mặt bình thản. Toàn bộ quá trình, Liễu Cảnh đều không nói chuyện, không phải nói chuyện chính thì hắn ta cũng không định nói những lời vô nghĩa. Cho dù như thế nào thì các ngươi gặp phải trận chiến như này, người tổn hại chỉ có đệ tử tông môn các ngươi thôi, Ngao đãi lạnh giọng nói. Thật vậy sao? Một giọng nói từ ngoài đại điện truyền vào, sau đó có hai luồng sáng xuất hiện trong đại điện, chính là Mạc Chính Đông trở về cùng bát thái tử Ngao Mãn. Lúc này Ngao Mãn ôm thắt lưng, có chút suy yếu, trên người có rất nhiều vết máu đã khô. Nhìn thấy bát thái tử như vậy, cả ngao đãi và ngao sư sư đều sửng sốt rồi lập tức nổi giận ẩm lực lượng cường đại trực tiếp xông về phía mạc chính đông các ngươi phải cho long tộc ta một lời giải thích ẩm ba đạo lực lượng vô cùng mạnh mẽ trực tiếp áp qua trong nháy mắt đã trấn áp hay long ở trong côn lôn đại điện mà các ngươi cũng dám làm càn sao liễu cảnh vẫn không nói tới nào lúc này đột nhiên mở miệng ra hai bên đọ sức nhau bát thái tử ở giữa run dày sau này hắn ta sẽ làm người cho tốt, không, là làm long. Long tộc các người đều ngu xuẩn như vậy sao, hay là muốn cố ý gây sự? Giọng nói của rượu người tiên tử vang lên, bát thái tử ngao mãn chính là bộ mặt của long tộc bọn họ, nhưng tại bị thương như vậy thì làm sao bọn họ bình tĩnh cho được, chẳng lẽ còn muốn họ cúi đầu trước côn lôn à? Nhưng đây là địa bàn của côn lôn, đúng là bọn họ sẽ bất lợi. Hơn nữa, hắn ta cũng không hiểu rõ ba người này ở cảnh giới nào, nếu thực sự động thủ thì kết quả như nào cũng không rõ. Ngào đãi thu hồi khí tức lại, giọng nói âm trầm. Tốt nhất các ngươi nên cho ta một lời giải thích hỏa đáng. Giải thích, Mạc Chính Đông nhìn ngao đãi, giọng nói cũng lạnh như băng. Yêu tộc động vào côn lôn ta, ta phát hiện ra hắn ta ở chỗ yêu tộc xuất hiện, các ngươi không cần cho ta lời giải thích sao, nghe được điều này, ngao đãi sửng sốt, tập tức nói. Không thể nào, chúng ta còn khinh thường việc hợp tác với yêu tộc đói xong hắn ta nhìn với phía ngao mãn đợi ngao mãn giải thích nếu thật sự như vậy thì hậu quả không dám tưởng tượng nổi bác thái tử đứng trong đại điện ngắm nhìn mọi người xung quanh ánh mắt của hai bên rất đáng sợ dường như nếu không thận trọng một tí thì hắn ta sẽ biến thành ngoài kích ngổng ngay vì thế mà dẫn đến cuộc chiến tranh do đó hắn ta cần phải giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện bằng không có thể đi ra khỏi côn lôn đại điện hay không cũng là một ẩn số căn nguyên là vào ban ngày nghe ngao dã thúc nói bên ngoài côn luôn có cựu tử khách điểm bán rượu tốt ngạo mãn tốn một ít thời gian để kể lại quá trình một lần ngoài việc nói về mặt chính đông hắn ta còn nói về vấn đề gây ra bởi việc uống rượu lúc ở trong khách điếm uống rượu bởi vì ngao ngao dã nổi giận đập vỡ chén rượu nên dẫn đến việc khách điếm bất mãn vì thế mà đã phái tỳ hưu ra tay với tu vi không cao cho lắm hắn ta bị cuốn vào đại chiến giữa ngao dã và tỳ hưu do đó mà rơi vào nơi ở của yêu tộc đúng là tai bay vạ gió mà. Cuối cùng được mà tiền bối cứu về, ngao mãn cúi đầu, cảm thấy có hơi hổ thẹn. Đó là toàn bộ quá trình đấy. Quả thật là do long tàu càn quấy mà gây ra những hiểu lầm không đáng có, ba người dụ nguyệt nhìn ngao lệ vẫn không mở miệng nói lời nào, dường như bọn hán đang chờ đối phương mở miệng trước. Ngao lệ nhìn ba người côn lôn, khóe mắt có hơi co rút, cuối cùng cúi thấp cái đầu cao quý xuống, mang theo vẻ ái náy mà nói là do bọn ta đã quá khích. Cái loại chuyện lấy oán báo ân này, mặc dù đã gặp rất nhiều rồi, nhưng tự bản thân trải nghiệm qua thì lại là lần đầu tiên, kỳ lạ thật đấy. Diệu Nguyệt tiên tử lạnh nhạt nói, gương mặt ngao lệ có hơi biến sắc, sau đó nói. Chúng ta sẽ tặng lễ vật tạ lỗi và lễ vật cảm tạ tới. Nghe được lời nói này, Diệu Nguyệt tiên tử bật cười và nói. Côn lôn bọn ta cũng không thèm ức hiếp long tộc bọn ngươi đâu. Lùi việc khiêu chiến lại vài ngày đi, để cho người của các người dưỡng thương đã, ai mà biết có bao nhiêu người bị trọng thương chứ. Câu nói của Diệu Nguyệt tiên tử mang theo sự châm trọng khiến cho sắc mặt của đám người ngao lệ trông rất khó coi, nhưng lại không có cách nào phản bác được. Ngao mãn nhập cuộc, làm lộn lộ xộn hết mọi thứ. Hiện nay, Côn Lôn vẫn còn có kẻ thù bên ngoài, không biết trận chiến này phải đánh đến bao lâu đây. Cuối cùng, ai đợi ai cũng chưa nói chắc được, ngao sư sư nhìn chằm chằm vào Diệu Nguyệt mà nói, ầm. Um ngao sư sư vừa dứt lời thì bên ngoài đã truyền tới âm thanh của một thứ đồ vật nặng nề rơi xuống tiếp theo bọn hắn còn nhìn thấy một cái đầu sói cực lớn lăn vào bên trên cái đầu này có sức mạnh cường đại tràn ra đã kết thúc rồi từ trung thiên đón gió cất bước đi đến hắn giải thích một câu người của thiên lang tộc qua một khoảng thời gian nữa ta sẽ dẫn người đi một chuyến hy vọng rằng bọn hắn không di chuyển suốt ngày đêm mấy vị bên long tộc nhìn vào cái đầu người của thiên lang tộc trong lúc nhất thời ai ai cũng có hơi chấn kinh quá nhanh rồi đấy có phải vị này quá yếu rồi không xem ra bên phía chúng ta không có vấn đề gì cả vậy quy định thời gian là một tháng sau đi liễu cảnh nhìn mấy người của long tộc và nói đến lúc này long tộc không có lời nào để nói nữa mặt trời nhô lên cao ầm răng lan chém chết một con mộc viên đang phát cuồng cuối cùng như vậy trận chiến ở đây đã kết thúc rồi bởi vì người mạnh nhất đã bị chém chết khiến cho thành viên trong thiên lang tộc bắt đầu rút lui mất đi sự chống đỡ của ý chiến đấu thì tự nhiên sẽ không có lực phản kích rồi có kẻ bỏ trốn thì dễ mang theo hàm ý bắt đầu bại vong còn thứ 9. giang lan đếm sơ qua không dùng bất cứ cái gì để chứng minh chiến tích của bản thân cả sau khi mọi thứ kết thúc giang lan bèn nghe thấy âm thanh triệu hồi tất cả đệ tử rút khỏi bang thiền thụ lâm dựa vào chiến tích để quay về lĩnh tài nguyên Lời nói này khiến cho Giang Lan có hơi bất ngờ, vì hắn không hề biết đến chuyện này, bởi thế, phải thu thập chiến tích sao? Thôi thì quay về rồi hỏi thử vậy, một lát sau, Giang Lan cầm lấy một lọ đan dược và rời đi. Chiến tích không nổi bật cho lắm nên cũng không cần phải chứng minh gì cả, càng nổi bật thì cũng càng trói mắt, vang xa tiếng tăm hơn, cũng giống như không cần phải chứng minh như thế nào vậy, hắn không quan tâm tắm, đan dược giành được cũng chỉ là nguyên thần kỳ có thể sử dụng được thôi đã không còn lợi ích gì với hắn nữa rồi. Ngược lại là có thể cọ sát qua lại để gia tăng thêm vào bên trong linh dịch để tưới kiêu u dạ hoa và thực vật đàn. Sư phụ, quay về đệ cử phong, Giang Lan liền đi tìm sư phụ. Cảm thấy thế nào? Mạc Chính Đông hỏi. Đương nhiên hắn ta biết là đêm qua Giang Lan đã ra ngoài vào tối hôm qua thì chỉ có một chuyện thôi, ra ngoài rèn luyện. Đã đánh chết được 5 vị nguyên thần trung kỳ mộc viên, 3 vị nguyên thần hậu kỳ mộc viên, và một vị nguyên thần viên mãn thiên lang giang lan báo cáo tại chiến tích tối qua của bản thân hắn hắn cho rằng vẫn nên xem qua chiến tích một lát tất cả đệ tử của lệ cửu phong đều có chiến tích như này sao mạc chính đông khẽ cười mà nói ngược lại cũng không hề bị thương mạc chính đông nhìn nhìn cơ thể giang lan một vết thương ngoài da cũng không thấy đâu rất thận trọng đánh tan tác quân địch khá nhanh giang lan nói rõ một câu không phải là do hắn núp ở bên cạnh đâu mặc chính đông cười cười cũng không để ý cho lắm tên đệ tử này của hắn ta rất du cắt tị hùng có chính kiến và biết chừng mực hắn ra ngoài để rèn luyện nhưng là để gia tăng thêm một ít kinh nghiệm đối địch và nhận thức đối với bên ngoài mà thôi người bên long tộc đến rồi sự tình cũng đã định sẵn tháng sau sẽ có cuộc thi thách đấu gồm 9 trận một phong một trận mạc chính đông bắt đầu nói việc chính đối thủ của ta đã được sắp đặt trước rồi phải không giang lan hỏi nếu như có thể biết được đối thủ của bản thân là ai thì có lẽ sẽ có thể thong dong hơn một tí cho dù có bại trận thì cũng có thể bại trận lâu hơn một chút nếu như chảm long kiếm có thể dẫn hắn đi tới thắng lợi vậy hắn chẳng hề dự định sẽ thua đâu mặc dù sẽ có hơi thu hút ánh nhìn nhưng mà hắn tình nguyện dù sao thì trận chiến này cũng hơi quan trọng đối với hắn có thể giúp cho sự phụ giảm đi rất nhiều phiền phức không cần thiết phiền phức bị soi mói của hắn ta có thể sẽ biến mất trong 50 năm, 100 năm. Bước đầu thì đã định rồi, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, giọng điệu bình thản. Ngáo mãn, long tộc bát thái tử, thiên sinh tiên linh, từ tức sinh ra đến nay vẫn chưa vượt quá trăm năm, tu vi nhân tiên viên mãn. Giang Lan, là hắn ta. Hắn từng gặp bát thái tử vài tuần rồi, tối qua còn vừa nhìn thấy, quả thực là rất mạnh, loại người này mà áp chế tu vi và so tài với hắn, không thể không thắng được, căn bản là sự tranh lệch khó có thể bù qua rớt lại được, long tộc chính là đến để ức hiếp người khác mà. Giang Lan rất tò mò, bên trong thuật pháp, bí pháp, thân thể và đồng giai của long tộc là sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, thế tại sao một đồng giai lại không đến đánh với hắn chứ, ỉ lớn hiếp nhỏ, trượt, có vẻ như đối phương nhỏ hơn bát thái tử vừa mới xuất thế mấy mươi năm, còn hắn thì lại là đệ tử duy nhất trong đệ cửu phong đã nhập môn hơn 260 năm. So sánh một tí thì đã thấy đối phương chịu thiệt hơn mà, côn luôn muốn phản bác cũng khó mà phản bác được. Đệ tử sẽ dốc hết sức, Giang Lan đáp lại. Đối mặt với một tên thuộc cấp bậc này, ngoài việc dốc hết sức thì quả thực không còn lựa chọn nào khác cả, Giang Lan rời khỏi đệ cửu phong tri đình. Trong một tháng này, hắn cần phải chuẩn bị cho tốt, nhìn thử xem có thể dùng tu vi hậu kỳ mà đánh thắng được bát thái tử hay không tu vi viên mãn của hắn sư phụ mà cố ý dò xét thì chắc hẳn sẽ có thể phát hiện ra không hề nhắc tới thì chính là đã ngấm ngầm thừa nhận hậu kỳ rồi như thế mọi người đều phải dùng nguyên thần hậu kỳ quay trở về sân giang lan cầm đạn dược để say ra hôm nay hắn dự định sẽ luyện chảm long kiếm một chút rất lâu chưa luyện nó rồi đấy với sức mạnh mà hắn biểu hiện ra ngoài chảm long kiếm là thuật pháp duy nhất có thể mang theo biến số hắn chưa từng dùng chảm long kiếm để chém giết rồng chân chính, sau đó vẫn còn phải đợi tới một tháng nữa mới có thể biết được hiệu quả. Mặc dù vẫn luôn có rồng bầu bạn bên cạnh, nhưng vị này không thể dùng để thử kiếm được. Đặt đan dược đã xay xong vào bên trong linh dịch rồi khuấy, sau đó Giang Lan bắt đầu tới tên hoa, có lẽ có thể tạo ra sự biến hóa khác cho thực vật đàn. Đợi sau khi tới xong thực vật tàn và u dạ hoa thì Giang Lan mới nhìn theo phương hướng côn lôn tàng thư ở bên ngoài đệ cửu phong hắn muốn thử lý giải toàn bộ cảnh giới phía sau cấp tiên như thế ắt có thể suy đoán được đại khái rằng sư phụ đang thuộc cảnh giới nào cũng sẽ có thể chủ tính được việc để vượt qua sự phụ thì cần mất bao lâu nghe nói gì chưa lần này long tộc muốn khiêu chiến với thiên kiêu của các phong đấy khi tới nơi cất giữ sách rằng lan liền nghe được tin tức này thế là bèn dừng chân tại chủ yếu là muốn nghe xem có tin tức gì khác hay không Đa số tin tức bên ngoài côn lôn đều đến từ các sự huynh sư đệ thuộc các phong, bọn họ rất dễ dàng tụ tập lại và cùng nhau thảo luận tình hình của đại hoang. Giang Lan không có tinh lực giống như bọn họ, phần lớn thời gian của hắn đều dành cho việc tu luyện. Trước đây, việc nhàn nhã nhất chính là dọn dẹp vệ sinh cho đệ cửu phong, các việc như nhổ cỏ. Việc nhàn nhã nhất gần đây là ở bên cạnh bầu bạn với tiểu vũ, có tiểu vũ bên cạnh, quả thực có hơi ồn ào, nhưng lại yên bình đến không ngờ, hắn không hề phiền chán chút nào nghe nói sẽ có chín vị bên long tộc khiêu chiến với thiên kiêu của chín phong nghe đâu mỗi một vị đều là cấp bậc tiên trở lên đúng vậy toàn bộ đều là tiên hoàn toàn không giống với thiên nhân tộc trong quá khứ phải lần đó thiên nhân tộc thừa dịp trà trộn vào chúng ta hoàn toàn không có thiên kiêu lần này khác rồi chẳng qua vẫn có một vấn đề nhỏ ta nhớ đệ cửu phong không có tiên mà đúng không có nghe nói long tộc cần áp chế tu vi đệ cửu phong thực sự có đệ tử hả ta nhập môn mấy chục năm rồi mà còn chưa từng nhìn thấy đó giang lan đổi chỗ đây không phải vấn đề hắn muốn nghe hắn quyết định đi tìm sách trước chỗ cất chứa sách của côn luôn giống như một tòa tháp không đếm sửa số tầng hắn là người được thân truyền phần lớn sách hắn đều có thể xem đương nhiên có vài chỗ vẫn hạn chế tu vi nên hắn không thể đi lên khi đạt được tu vi rồi hiển nhiên có thể đi lên hoàn toàn khác với đệ cửu phong ở đệ cửu phong không có cuốn sách nào là hắn không thể xem cả ngay từ đầu, sư phụ đã nói với hắn sách nào không phù hợp cho hắn xem, để hắn dần dần mạnh lên rồi xem sao, xem trước sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến tu vi, rằng Lan thực sự cũng không hề đi xem trước. Tới tầng thứ ba, hắn bắt đầu tìm thư tịch liên quan, chỉ là khi đi lên thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện trong góc. Ta quyết định rồi, thiên nhân tộc phải đạt tới thiên nhân vong tình, vốn dĩ rằng Lan muốn tìm thư tịch trước, nghe thấy vậy lại dừng chân một lần nữa. Bây giờ, những kẻ này đang thảo luận tình hình đại hoang, bọn họ cực kỳ ham thích việc này nhiều năm như vậy cuối cùng thành công chưa làm sao nghi biết một cuộc chiến lớn chưa từng có đã nổ ra giữa ngô đồng sơn và thiên nhân tộc nghe nói khi thiên địa xuất hiện dị tượng thì vạn vật sẽ được bình ổn thiên nhân vùng dậy sẽ có người ở trên trời quan sát chúng sinh có vẻ như ở ngô đồng sơn đã xuất hiện dị tượng rồi là một trận hỏa hoạn lớn bắt đầu cháy không ngừng chiến tranh bùng nổ hoàn toàn rồi chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu nữa không biết đại hoang thế nào rồi thế lực lớn ở khắp mọi nơi đã bắt đầu hành động nghe nói Vu tiên linh sơn đã ra ngoài rồi mục tiêu có thể là địa minh ma tộc không biết liệu chỗ chúng ta đây có xảy ra chuyện tương tự không nghe xong mấy lời này rằng lan không dừng tại nữa và bắt đầu tìm thư tịch bên ngoài rất loạn ở khắp mọi nơi đều có thể xảy ra chiến tranh ra ngoài thực sự rất nguy hiểm một chân tiên nhỏ nhoi như hắn hơi sơ suất thôi là thành một khúc xương trắng ngay thiên nhân tộc muốn giúp tộc nhân đột phá thiên nhân vong tình xem chừng đã tới thời điểm mấu chốt rồi, thế nên sự chú ý đối với ta đã dần dần biến mất. Chỉ không biết sao thiên nhân vong tình có phải sẽ tiếp tục ra tay hay không. Dựa vào thế lực hiện tại của thiên nhân tộc, bọn họ sẽ chẳng thèm để tâm tới côn lôn. Tuy nhiên, với khoảng cách xa xôi, thiên nhân tộc hẳn sẽ không tới mức vượt rào để đánh tới. Thực ra giang lan cũng hơi tò mò, các thế lực lớn đều có thể xảy ra va chạm côn lôn ở tây hoang, có phải cũng có thể sẽ xảy ra xung đột với những thế lực lớn khác hay không? Sau đó hắn lắc đầu, nghĩ xa quá rồi, mục tiêu trước mắt là phải thấy được cảnh giới của sư phụ. Đối với hắn mà nói, trong đại hoang không có chỗ nào an toàn hơn đệ cửu phong cả. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm thư tịch liên quan tới cảnh giới cao hơn, tiêu tốn thời gian cả nửa ngày, hắn bèn rời khỏi nơi cất chứa sách. Nhấn tiên rèn luyện thân thể, đạt được tiên thể sẽ có thể trở thành chân tiên. Chân tiên cảm ngộ thiên địa, ngộ đạo phi độ, có thể thành thiên tiên đạo thiên tiên đã thành được thiên đạo thừa nhận có thể thành tuyệt tiên tuyệt tiên ra khỏi đạo của tự thân sinh ra dựa theo đạo đó là đại la đây là thu hoạch hôm nay của giang lan hắn xem xét rất nhiều tài liệu rồi mới đưa ra kết luận hẳn là không sai nhưng đây chỉ là ký luận trên sách thôi có vấn đề hay không độ chuẩn xác cao không hắn không dám bảo đảm ngược lại cảnh giới có thể được bảo đảm cực hẳn của tiên là đại la không biết sự phụ thuộc cảnh giới nào giang lan vừa đạt tới tiên thể trở thành chân tiên hắn có chân nhãn có thể nhìn thấu được tu vi của thiên tiên không nhìn được sự phụ vậy hắn ta chắc là trên thiên tiên rồi trên thiên tiên là tuyệt tiên và đại la trước mắt chưa biết hết được nhưng phi độ thành thiên tiên thì sẽ có thể biết được đáp án nhìn thấy rõ vậy đó là tuyệt tiên không xem được vậy đó là đại la trên đại la là gì giang lan không biết hoặc có thể là thánh trăng đó là mục tiêu cuối cùng của hắn lúc đó hắn đã có thể tiếp quản đệ cửu phong để sư phụ nghỉ ngơi thực hiện chức trách của đệ tử cấp cao nhất ở đệ cửu phong trông coi u minh lúc về đệ cửu phong giang lan định dùng một tháng để luyện tràm long kiếm cho thành thạo thuận tiện dọn dẹp lại đệ cửu phong một chút thăng cấp lên chân tiên muốn tiếp tục tiến bước sẽ rất khó dựa ở tư chuẩn của thiên tài nhân tộc muốn thăng lên thiên tiên thì cần thời gian một nghìn năm đây vẫn chỉ là tăng tu vi thôi không nói tới phi độ và ngộ đạo ngộ đạo có thể cản trở cả đời người chỉ là nói về ngộ đạo, tạm thời thì hắn không rõ, chỉ có thể tự xem sách cổ và ngò mẫm thôi. Thứ hắn thu nhập được nhiều nhất cũng chỉ là đan dược dành cho tu luyện, trước mắt không có thứ gì liên quan tới ngộ đạo cả, ngộ đạo chả có lẽ cũng là thứ đó. Hả? Lúc Giang Lan tới viện thì thấy một bóng dáng đang đứng trước thực vật tàn, đang bận tưới nước, là Tiểu Vũ đang mặc thường phục. Hôm nay, Tiểu Vũ ăn mặc rất bình thường, tóc tai tán loạn, không buộc lại, tự như một thiếu nữ nhẹ nhàng. Tiểu Vũ trẻ tuổi xinh đẹp, có thể trở thành dáng vẻ bình thường quả thật là làm người ta phải kinh ngạc, có thể thấy gần như không hề có những nét nữ tính bình thường. Nhưng bình thường thì Ngao Long Vũ đã rất bắt mắt rồi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy sự thay đổi từ lớn đến nhỏ thì sẽ có hơi không dám tin. Sư đệ, đệ về rồi sao? Tiểu Vũ lấy một kiếm ra đưa cho Giang Lan. Cho đệ, chảm long chân ý bên trên kiếm đã biến mất. Không giống như trước đó, bây giờ, Trảm Long chân ý đã được Giang Lan tăng thêm một năm, không nói nguyên nhân, mà Tiểu Vũ cũng không hỏi, dường như cả hai đều cảm thấy một năm rất bình thường, không có gì khác so với trước đây, hay là trong nhận thức của bọn họ, một năm hay hai ba năm cũng giống như nhau thôi. Sư tỷ đang tới bằng thứ gì vậy? Giang Lan nhận tới một kiếm, hắn phát hiện linh dịch mà Tiểu Vũ tới là kinh dịch màu đỏ, linh dịch bình thường có màu trong suốt, hắn thêm đan dược vào thì thành màu trắng thuần. Còn của Tiểu Vũ bây giờ là màu đỏ tươi, Nhìn thế nào cũng biết cái này đã được thêm những thứ không bình thường vào. Thâm hải huyết san hô, nghe nói nó rất tốt cho thực vật, ta dùng nó tới cho thực vật đàn và u dạ hoa xem thế nào?" Tiểu Vũ nghiêm túc nói. "Thâm hải huyết san hô?" Giang Lan tò mò hỏi. "Trái lại, thứ này cũng không tính là quý giá, nhưng thời gian bảo quản có hạn, trước đây hẳn là Tiểu Vũ không có mới đúng." "Sáng nay có một đệ đệ của ta đột nhiên muốn gặp ta, ta bèn đi gặp một lát." Tiểu vũ suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục nói. Hắn nói quên mang lễ vật nên đưa đồ trên người cho ta chọn. Ta bèn chọn huyết san hô, bây giờ đang nghĩ xem có cần phải đáp lễ không. Thực ra thì nàng có hơi nghi ngờ, tuy nàng là công chúa long tộc, nhưng làm sao có thể đánh đồng với đệ đệ tiên thiên tiên linh được chứ? Nàng còn tưởng là sẽ bị làm khó, nhưng mà không phải. Vị đệ đệ kia khi gặp mặt đã dập đầu với nàng một cái, dường như rất vui vì bản thân có người tỷ tỷ này, kỳ lạ thật. Tiên thiên tiên linh có sự khác biệt rất lớn so với long tộc bình thường. Thiên phú của ngao long vũ ở côn lôn thuộc loại cao nhất, có giao chỉ chống lưng, trong nhân tộc không có ai có thể vì được với nàng. Nhưng nàng cần gần 500 năm mới thành tiên được, còn ngao mãn sinh ra đã là tiên rồi. Điểm xuất phát cao đến khó tin, thành tựu trong tương tai chắc chắn cũng không kém, chỉ là tính tình có thể chưa trưởng thành mấy, hoặc có thể nói tính cách tương đối phóng khoáng. Tiểu vũ nhìn giang lan, phát hiện sư đệ quá trầm ổn. Sư đệ, có phải đệ già rồi không? Tiểu Vũ hỏi, Giang Lan nhất thời không biết nên trả lời thế nào, hắn già sao, tính theo tuổi tác của nhân loại, quả thật là có hơi già rồi, nhưng tính theo tu tiên, 260 năm tuổi, vẫn khá là trẻ đấy chứ. Sư tỷ muốn đáp lễ sao? Cuối cùng, hắn không hề trả lời vấn đề có già hay không, cũng không kết luận gì, nhìn có vẻ rất trẻ làm mà. Thật ra thì muốn đấy, tiểu vũ đặt linh dịch sang một bên rồi nói, không quen nhận quà, nhưng đáp lễ với tệ đệ, đệ của mình thì có hơi xa cách, cho nên cảm thấy không thích hợp lắm. Nói xong tiểu vũ liền quay người đối mặt với Giang Lan, nghiêm túc nói. Sư đệ thấy thế nào, có lẽ là trơ mắt làm ngơ thôi, câu này vừa vượt qua trong đầu Giang Lan, chỉ là vượt qua thôi. Đều được, có thể là do sư tỷ nghĩ nhiều thôi, giọng nói của Giang Lan vẫn ôn hòa như trước đây, không có gì khác lạ cả. Lúc này, hắn đã cầm thanh mộc kiếm, chuẩn bị tăng thêm chảm long chân ý một kiếm tầm thường suốt mấy năm nay bây giờ đã có vẻ không tầm thường nữa rồi dường như bản thân nó có hơi đặc biệt có thể làm giảm tốc độ tiêu tán của chảm long chân ý ví dụ bây giờ thật ra thì vẫn còn một chút tiểu vũ không để ý giang lan đương nhiên cũng không để tâm tiểu vũ ngồi đối diện giang lan hai tay chống má nhìn giang lan nếu muốn đáp lễ thì phải đáp lễ gì cho tốt đây bình thường một chút thôi giang lan nói Bát thái tử hẳn là giàu hơn tiểu vũ. Vậy tặng cây kia. Tiểu Vũ lấy một viên ngọc phát sáng ra, tiếp tục nói. Dạ Minh Châu lấp lánh phát sáng, Giang Lan ngẩng đầu thì nhìn thấy tiểu Vũ lấy ra một viên ngọc phát ra ánh sáng dịu nhẹ, trong mắt có hơi lộ vẻ yêu thích, sư tỷ thích đồ lấp lánh sao? Sau đó hắn chỉ gật nhẹ, đáp một câu có thể thử xem, rồi tiếp tục tăng thêm chảm long chân ý cho một kiếm, tiểu Vũ đứng dậy, đi tới bên người Giang Lan rồi nói: sư đệ đệ ngồi qua đây một chút giang lan có hơi bất ngờ tiểu vũ muốn làm gì nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ hắn vẫn dịch vị trí qua một chút thấy giang lan nhường ra một chỗ trống tiểu vũ tiền không khách sáo mà ngồi xuống cạnh giang lan sau đó đặt dạ minh châu xuống đối diện với họ cái này cho đệ đệ ngao mãn của ta giang lan khó hiểu mà nhìn tiểu vũ đối mặt với ánh mắt khó hiểu của giang lan tiểu vũ cười giải thích tặng đệ đệ một món quà sau đó ở lại bên này với sự đệ, ủng hộ sư đệ. Giang Lan giật mình, đôi tay đang ra cố chảm long chân ý đột nhiên dừng lại, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục tại tinh thần, tiếp tục ra cố chảm long chân ý. Tiểu Vũ có biết đối thủ của ta là đệ đệ của nàng không? Ngao mãn, bát thái tử long tộc, Tiểu Vũ chưa từng nhắc tới hắn ta, mà hắn cũng chưa từng nói đến, như vậy dễ gây khó xử cho Tiểu Vũ, vốn tưởng rằng tin tức của Tiểu Vũ không linh thông, bây giờ nghĩ lại, người không linh thông về tin tức là hắn mới phải. Đợi sau khi Giang Lan hiểu ra thì Tiểu Vũ Tại ngồi ở phía đối diện rồi, nàng cất dạ Minh Châu đi. Đợi tí nữa sẽ tặng cho lệ ấy. Tu vi của sư tỷ là bắt đầu tu luyện từ con số không phải không? Giang Lan nhẹ giọng hỏi, hắn chỉ ta tò mò lúc Tiểu Vũ ra đời đã mang bao nhiêu tu vi, nhưng lại không dám hỏi trực tiếp như vậy. Sư đệ cảm thấy ta làm mất mặt long tộc sao? Tiểu Vũ mở to mắt mà nhìn Giang Lan, cứ như thể là sắp tức giận vậy, biểu cảm trên mặt nàng càng lúc càng phong phú đây là cảm giác đầu tiên của giang lan biểu cảm của tiểu vũ từ lúc bắt đầu cũng không có nhiều như vậy theo thời gian ở chung lâu dài tính cách của tiểu vũ ngày càng giống thiếu nữ chưa trưởng thành hoạt bát vui vẻ tinh thần phấn chấn đi lên từng chút một trên đường sẽ có dấu chân mỗi bước đi đều đang chứng minh rằng sư tỷ ngày càng mạnh không giống như thiên sinh tiên linh giang lan đặt tay lên mộc kiếm hắn nhìn tiểu vũ mà nói đứng đi của sư tỷ tương đối vững tiểu vũ cười nhìn giang lan không nói gì khác nữa thêm chút thời gian để giang lan ra cố chạm long chân ý vào mộc kiếm duy trì nhiều nhất được một năm chảm lòng chân ý sẽ biến mất sư đệ giúp ta tìm loài hoa thích hợp để trồng ở giao chỉ được không tiểu vũ thu mộc kiếm lại rồi hỏi giang lan chỉ vào một dàn hoa trong sân sư tỷ có thể mang chỗ đó về thử xem đợi mấy ngày nữa ta sẽ tới xem kết quả tiểu vũ đáp một tiếng rồi lập tức đi xem hoa của nàng giang lan không để ý hắn cầm một thanh gỗ lên vung nhẹ mỗi một tần vung đều cảm nhận được chảm long chân ý tràn đầy không có chiêu thức gì chỉ là vung kiếm bình thường mà thôi đây chính là chảm long kiếm mỗi một chiêu mỗi một thức đều là một nhát kiếm bình thường nhưng tại rất đặc biệt người khác không cách nào học được nhìn thấy giang lan đang luyện chảm long kiếm tiểu vũ bèn mang thanh mộc gỗ của mình tới cạnh giang lan mà học theo giang lan Long nữ này, hơi dũng mãnh, tự mình cầm chảm long kiếm để luyện thì thôi đi, lại còn nhân lúc hắn đang luyện chảm long kiếm mà chạy qua đây, nhỡ như chém chúng rồi. Hắn sẽ phải gánh tội gì chứ, ẩu đả với người chưa thành niên, trong lòng Giang Lan than thở một tiếng rồi cũng không để ý tới nữa, mau chóng xây dựng tâm thần viện tử, đến lúc đó Tiểu Vũ sẽ có việc để làm rồi. Trạng vạng, Giang Lan cùng Ngao Long Vũ đến Đệ Nhất Phong. Lúc này, ngao long vũ đang ở trạng thái bình thường duyên dáng yêu kiểu tư thái yểu điệu khuynh thành tuyệt thế sư đệ không lên sao ngao long vũ hỏi giang lan vẻ mặt nàng rất bình tĩnh không có sự vui vẻ như lúc trước nữa nàng đi tìm ngao mãn rồi tặng quà cho hắn ta long tộc tạm thời đang ở đệ nhất phong giang lan lắc đầu hắn không có ý định đi tên đó đệ nhất phong tương đối đặc biệt tạm thời hắn không muốn lên trong cảm nhận của hắn thì đệ nhất phong không dễ hòa hợp vậy sư đệ đợi ta một lát nha. Sau cái gật đầu của Giang Lan, Ngao Long Vũ lập tức đi thắng một đường lên đệ nhất phong, còn Giang Lan thì đợi ở bên dưới đệ nhất phong, hắn hơi tò mò, đệ cử phong nối liền với U Minh, đệ nhất phong hẳn cũng có chỗ nối liền ra ngoài chứ, mà nơi có khả năng nối tiền nhất là. Đến tận lúc này, Giang Lan ngẩng đầu nhìn trời, đúng hay không đúng, không có đáp án, hoặc sau khi đã tu luyện thành tiên thì mới có thể biết được đáp án. Trong chốc lát, Ngao Long Vũ đã xuống khỏi đệ nhất đỉnh. Sư đệ đợi lâu rồi, đây là câu đầu tiên Ngao Long Vũ nói sau khi đi xuống. Giang Lan gật nhẹ, không nói gì, bởi vì lời nói ra đều là lời khách sáo, hình như sư tỷ không thích cho lắm. Sau đó, bọn họ liền đi về hướng đệ cửu phong. Khi về tới đệ cửu phong, Ngao Long Vũ lập tức ngược kiếm về gia trì. Lúc này, Giang Lan mới bắt đầu yên tâm mà luyện trảm Long Kiếm theo thành thạo. Hy vọng có thể tiến bộ hơn nữa, thời gian một tháng không dài, luyện cả căn phòng cũng không đủ nữa, muốn đột phá trong vòng một tháng cơ bản là không có khả năng, chỉ là Giang Lan vẫn ấp ủ hy vọng mà thôi. Giang Lan tiến vào trong U Minh Động để kiểm tra và xem xét, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì thì mới rời khỏi đó. Có người xâm nhập vào, hắn có ở trong sân thì cũng có thể xử lý được. tu luyện trảm long kiếm không cần phải vào U Minh Động, ở trong sân huyện cũng được. Giang Lan tới đệ cử phong chi đỉnh để tìm sư phụ. Tới đệ bát phong tìm yêu long rồi hả? Ngược lại, Mạc Chính Đông có hơi bất ngờ. Đây là muốn tôi luyện tràm long kiếm à? Vâng, Giang Lan gật nhẹ. Một mình hắn tu luyện chắc chắn không bằng khi có đối thủ. Đi đi, thay vi sư chào hỏi nhé. Mặc chính đông không hỏi thêm gì nữa. Chuyện này không khó, nhưng có khó thì bọn họ cũng phải nhường đường. Việc Giang Lan có thắng được hay không cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù không ai coi trọng hắn, nhưng bộ nhỡ thì sao? Nói xong câu cảm ơn sự phụ. Giang Lan trực tiếp đi tới đệ bát phong, một lát sau, khi đến yêu long hồ, hắn không thấy sư bá độ bát phong đâu cả, thay vào đó, hắn lại nhìn thấy sư huynh lộ gian. Chào sư huynh, Giang Lan hơi cúi đầu, hành lễ gặp mặt. Lộ gian mặc một bộ đồ màu trắng, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Sư phụ không có ở đây, ta đưa sư đệ đi tới đó nhé, chân tiên, thật mạnh, trước kia, Giang Lan vẫn còn chưa nhìn rõ được. Hiện tại đã nhìn ra thì hắn lại kinh ngạc. Hóa ra Lộ Gian sư huynh không phải là tiên bình thường, mà là chân tiên đã vượt qua nhân tiên, chẳng trách ban đầu có thể đi theo đệ bát phong sư bá và khiêu chiến với thiên nhân tộc. Sư đệ đang chuẩn bị cho trận chiến một tháng sau đó sao? Trên đường đi, Lộ Gian hỏi nhỏ. "Phải, muốn cố gắng hết sức mình." Giang Lan đáp, Lộ Gian cũng không hỏi Giang Lan thêm nữa, mà là đưa Giang Lan đến bên hồ rồi nói. "Muốn ở đây hay vào trong hồ?" có thể tiến vào trong hồ sao? Giang Lan hỏi, trước giờ, hắn chưa từng thấy ai vào trong hồ để tu luyện cả. Ngoại trừ lần trước khiêu chiến với yêu long, lúc khác thì đều ở bên bờ hồ cả. Không phải sư phụ không ở đây sao? Lộ gian ngừng lại, lại thấy sư đệ là người có vẻ nghiêm chỉnh, cho nên tại bổ sung thêm. Thành bại của mỗi một phong đều là thể diện của côn lôn, cho nên người tham chiến ít nhiều gì cũng có đặc quyền mà trước đây không có, sư đệ đừng để ý nhé. Giang Lan đương nhiên hiểu ý của lộ gian, sự bá đệ bát phong không ở đây, không ai quản lý cả, còn mấy vế đằng sau, thực tế là đổi quan niệm thôi. Long tộc tới vì thần nữ, thắng bại của đệ tử đệ cử phong, cũng chính là hắn đây mới có ảnh hưởng khá lớn, chẳng qua là sư huynh không muốn nói rõ nên mới dùng mỗi một phong. Đa tạ sư huynh, Giang Lan cúi đầu đáp một tiếng cảm ơn, sau đó, hắn liền đi vào giữa hồ. Tới trong hồ, hắn nhắm hai mắt tại, thử thăm dò tìm kiếm sự tồn tại của yêu long tuy nhiên khi hắn tới thì yêu long đã phát hiện ra hắn rồi khí tức của yêu long trực tiếp công về phía giang lan ầm ừ, chảm long chân ý cũng tiến vào trong hồ lúc này mặt hồ vốn yên lặng bỗng bắt đầu cuồn cuộn lên nước trong hồ bắt đầu hình thành lốc xoáy mà giữa lốc xoáy là bàn chân của giang lan chực chực động tĩnh có hơi lớn nha lộ gian nhìn giang lan đứng trôi nổi giữa hồ lại nhìn lốc xoáy to lớn xuất hiện dưới chân hắn nhìn bóng dáng yêu long hiện ra trong lốc xoáy, rồi tại nhìn đôi bên đọ sức, hắn ta bỗng thấy hơi trở dạ, nếu sư phụ mà trở về thì xong đời, bỏ đi, tới đệ nhị phong tránh đầu sóng ngọn gió vậy. Đương nhiên người ở xung quanh cũng bị ảnh hưởng, bọn họ có hơi kinh ngạc, đặc biệt là mặt hồ yên tĩnh đã trở nên hỗn loạn như vậy, nếu để sư phụ biết thì sẽ phải úp mặt vào tường đấy, ai mà to gan thế. Đây là nơi sư phụ ngộ đạo, ai to gan dám biến hồ thành thế này. Các sư huynh cấp bậc khác nhau đều không dám, cho dù là sư huy lộ Gian được sư phụ coi trọng cũng không dám đâu. Nhìn giữa hồ kìa, đây không phải là sư đệ của đệ cửu phong sao? Đây là đệ cửu phong tới khiêu khích sư phụ à? Hai phong sắp phải khai chiến sao? Thật à, lúc nào thì đánh, ai ai cũng đều háo hức muốn thử. Đệ cửu phong chỉ có một sư đệ thì đánh cái gì? Mong sư phụ có thể lật mặt với sư bá của đệ nhất đỉnh. Giang Lan chưa từng nghe qua những nhận xét này, cũng không biết tiến vào trong hồ sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Lúc này, hắn lại một lần nữa đắm chìm trong cuộc chiến chống lại yêu long. Họ không thực sự đánh nhau mà chỉ là sự va chạm giữa các ý niệm thôi. Đương nhiên, yêu long đã bị hạn chế cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không thì có lẽ Giang Lan đã bị đánh bại rồi. Giang Lan đang đứng trên mặt hồ. Trong vòng xoáy cực lớn có bóng dáng của yêu long. Khí tức của yêu long và chạm long chân ý đang va chạm không ngừng với nhau. Chưa bao giờ dừng lại. Bọn họ cứ rằng có với nhau mãi như thế. Thời gian như gió. Một tháng sau, Giang Lan từ từ mở mắt ra, hắn vẫn đứng trên mặt hồ, lốc xoáy dưới chân vẫn còn đó, hắn vẫn có thể nhìn thấy yêu long đang tức giận. Giờ phút này, Giang Lan cảm thấy trên tay mình có chảm long chân ý dài đặc. Nhưng lại cảm thấy có sự khác biệt so với trước đó, kiểu thay đổi này khó mà giải thích được, nhưng có thể khẳng định rằng một tháng này hắn đã thu hoạch không ít, hắn buông tay ra, nhìn yêu long dưới đáy hồ, nhìn nước hồ tung tóe xung quanh, không biết vì sao lại bỗng có một loại cảm ngộ, dường như sự thay đổi của thiên địa đều xuất hiện trong mắt hắn có hơi rõ ràng tại cảm thấy hơi mơ hồ nhưng trong đầu tại cảm thấy tỉnh táo lạ thường phúc trí tâm kinh lúc này hắn nhắm mắt tại bắt đầu cảm nhận xung quanh hắn có thể nghe được sự thay đổi ở xung quanh yêu long trốn dưới hồ nước hồ cũng dần dần lắng lại cảm giác rất bình thản dường như thiên địa đều ở trong lòng mình lúc này giang lan bỗng có cảm giác như hắn đang gọ cánh cửa lớn của ngộ đạo vậy ngộ đạo Tiểu Trung Thiên có hơi bất ngờ. Lúc này, Tiểu Trung Thiên đang ngồi ở trong đình, lộ gian đứng ngay phía sau hắn. Sư phụ, mặc dù sư đệ của đệ cửu phong có thiên phú tu luyện hơi kém một chút, nhưng các mặt khác cũng không hề kém chút nào, thậm chí còn hơi nổi bật, chảm long chân ý chính là kiếm ý. Cùng một độ tuổi, mà đệ bát phong chúng ta tại chẳng có mấy người đi được với sư đệ, lộ gian nhẹ giọng nói, Tiểu Trung Thiên uống một hớp rồi bình tĩnh nói, kể nên chịu sự trừng phạt cũng không thiếu người đâu nói nữa cũng vô dụng lộ gian không nói nữa đời trận khiêu chiến của hắn kết thúc thì gai go rồi động tĩnh của sư đệ đệ cử phong quá lớn không hiểu ý của hắn ta sư phụ không ở đây đương nhiên động tĩnh càng nhỏ càng tốt sáng sớm mặt hồ phẳng lặng xuất hiện một bóng người hắn đứng trên mặt hồ không có thứ gì có thể quấy nhiễu hắn từng cơn gió nhẹ thổi vào mặt thổi tung những góc áo từng loạn tóc đây đương nhiên là Giang Lan đang lĩnh ngộ. Lúc này, khí tức lĩnh ngộ trên người hắn bắt đầu tiêu tán dần, đôi mắt bình tặng bắt đầu mở ra, đập vào mắt là bầu trời dần hừng sáng, mặt trời chưa mọc. Lúc nào rồi nhỉ? Đây là nghi vấn trong lòng Giang Lan. Lần trước khi tỉnh tại, hắn biết đã trải qua một tháng rồi, lúc đó hắn vẫn để ý đến thời gian, sau đó rơi vào lĩnh ngộ, đó là cảnh giới quên mình, không thể tính được thời gian nữa, hắn không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng may mắn thay, hắn bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo rồi. Trong lòng có dấu vết của đạo, muốn đạt được điều gì thì phải mất một thời gian dài mới có thể cảm ngộ được, nhưng có sự khởi đầu, việc tiếp tục sau đây sẽ dễ dàng hơn nhiều. Xem ra sau một thời gian, bề ngoài thì tu vi có thể thử thăng cấp tên nguyên thần rồi. Lần lĩnh ngộ này nhất định có rất nhiều người nhìn thấy, tu vi của hắn cũng không thể không có chút sức mẻ nào. Giang Lan đi tới bên hồ, xung quanh không một bóng người, trái lại rất không bình thường, lúc bình thường, ở đây đều có người tu luyện cả đêm, hôm nay một bóng người cũng không thấy. Giang Lan không để ý chuyện này nữa, hắn đi vào trong đình, muốn xem vị sư bá của đệ cửu phong có ở đây không, nhưng hắn chỉ thấy một thiếu nữ mặc lam y đang ngủ gục trên bàn. Giang Lan bước tới, nhìn lướt qua gò má, là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đang ngủ, Giang Lan lần đầu tiên trông thấy Tiểu Vũ ngủ, hắn ngồi xuống đối diện, yên lặng nhìn Tiểu Vũ mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không làm bất kỳ hành động nào ánh bình minh đẹp đến lóa mắt nhưng giang lan không hề rời tầm nhìn có lẽ vì bộ dáng khi ngủ của tiểu vũ còn đẹp hơn so với những cảnh vật này cũng có lẽ là vì bộ dáng khi ngủ của tiểu vũ hơi hiếm thấy làm cho ánh nhìn tò mò của hắn chưa từng rời khỏi tiểu vũ lúc này giang lan nhìn xuống thì thấy tiểu vũ đang như mày lại sắp tỉnh tại rồi giang lan tự nói với chính mình ánh mắt cũng không có rời đi nơi khác hắn ta đang đợi tiểu vũ tỉnh tại tiểu vũ cao mày sau đó chậm rãi mở mắt ra Tuy trong mắt có chút mơ hồ nhưng đầu tiên nàng vẫn phát hiện phía đối diện có người. Tiểu Vũ khẽ ngẩng đầu, tựa cầm lên cánh tay mình sau đó nhìn người đối diện. Người này thì ra là Giang Lan, nàng rất quen thuộc đối với mùi hương, khí tức của Giang Lan. Đại khái là vì không nghe được khí tức xa lạ nên nàng mới không có giật mình tỉnh lại. Sư tỷ tỉ tỉnh rồi, giọng nói của Giang Lan truyền tới, tiếng nói bình ổn, nhu hòa, sẽ không làm phiền đến người vừa mới tỉnh dậy sư đệ, tiểu vũ trong mắt vẫn còn có một tim mơ hồ. Người đã gạt ta, không giữ lời hứa. Tiểu vũ nói, âm thanh mang theo một chút ý giận, có vẻ như không vui nhưng là rất nhạt, lại giống như nói đùa, nghe tới đây, Giang Lan hơi hoảng hốt. Không giữ lời hứa. Người đều quên rồi, vẻ mà tiểu vũ uể oải, Giang Lan, yên lặng một lát, hắn mới lên tiếng. Bởi vì chuyện với đất đai giao trì, Đúng là như lời hắn nói, qua mấy ngày đi thăm dò, quan sát nhưng đã là thật sự thất bại, nghe được chuyện này Tiểu Vũ hơi buồn bã. Hoa của ta lại khô héo rồi, bọn chúng kiên trì được 7 ngày, nếu sư đệ có đi thì bọn chúng có thể kiên trì 8 ngày. Có gì khác nhau sao?" Giang Lan hỏi. "Có đó." Tiểu Vũ đứng lên, sau đó nhìn Giang Lan nói. "Bọn chúng có thể biết rằng chúng ta đã cố gắng rồi." sự nhạy cảm của sư tỷ đã đặt nhầm chỗ rồi nhưng giang lan cũng không có mở miệng nói qua chuyện gì về sau có khả năng bế quan vẫn cần nói với tiểu vũ một tiếng có lẽ ngày đó tiểu vũ đang đợi hắn sau cùng lại không đợi đưa ta tiểu vũ quay đầu tò mò nhìn giang lan không hiểu giang lan muốn nói chuyện gì do dự một lát giang lan mới mới lên tiếng ta cũng không phải là cố ý thất hứa tiểu vũ run lên nhìn Giang Lan vẻ mặt vui cười. Ta biết, tiểu vũ vốn định đứng lên, lại một lần nữa ngồi xuống. Lúc này Giang Lan mới tiếp tục nói. Sư tỷ biết ngày thách đấu không, vừa mới tỉnh lại, hắn cũng không biết thời gian cụ thể. soạt tiểu vũ tại một lần nữa đứng tên, nàng dường như trực nhớ tới sự kiện này. Ta quên nói, hôm nay đã đánh tới đệ bát phong, ngày mai sẽ là thời gian khiêu chiến của sư đệ. Sang Lan. Câu nói này làm hắn nhớ tới cuộc nói chuyện nhiều năm trước của đệ Ngũ Phong rượu người sư thúc cùng với Lộ Gian sư huynh, nói hắn ngày mai sẽ đính hôn, đều là trước một ngày, mỗi lần hắn tỉnh tại thời gian đều có chút trùng hợp, hôm nay đệ Bát Phong không có ai tu luyện thì ra là bởi vì chuyện này. "Sư đệ đi mau, bọn họ tính thời gian rất sớm, lúc này có khả năng là đã đánh nhau rồi." Tiểu Vũ vội vã nói, "Sang Lan đã bỏ qua bảy trận trước, trận này nếu hắn không xem được vậy thì sẽ chưa thấy qua tiên chiến đấu bao giờ. Đương nhiên, nàng sẽ ghi chép lại. Đệ nhất phong thua rồi. Trên đường đi, Giang Lan đã hiểu tình hình trận đấu của mấy ngày trước đó. Đệ nhất phong Lâm An đảm nhiệm trận chiến đầu tiên, thua. Đệ nhị phong bắc Phượng đảm nhiệm trận chiến thứ hai, thắng hiểm. Đệ tam phong Hồng Loan đảm nhiệm cuộc chiến thứ ba, thua. Đệ tứ phong. Ừm, đệ nhất phong thua, đối phương phái ra một vị vô cùng mạnh. Tiểu Vũ tiếp tục nói, trước mắt bảy trận chiến bốn bại ba thắng lộ gian sư huynh thắng thì sẽ là bốn thắng bốn thua ngày mai sẽ là trận đấu quan trọng nhất nói xong tiểu vũ quay đầu lại ánh mắt nàng nhìn giang lan là nàng đang nhìn xem giang lan có khẩn trương hay không nhưng nàng lại không nhìn ra cái gì cả sư đệ hoàn toàn bình tĩnh như trước đây không nhìn rõ được biểu tình trên khuôn mặt nhiều năm như vậy hầu như đều là bộ dáng bình tĩnh như thế sư đệ người sẽ không vui vẻ sao Tiểu Vũ thật lòng hỏi. Giang Lan chuyển đề tài. Tại sao sư tỷ tại hỏi vậy? Nhìn về đám đông phía trước, Giang Lan biết đã tới nơi cần phải đến, nhưng Tiểu Vũ vẫn mang dáng vẻ 16 tuổi, cho nên sẽ không ai chú ý đến. Tuy bộ dáng thanh thuần xinh đẹp, nhưng dưới tình huống không bình thường này thì không đến nỗi lóa mắt. Bộ dáng thanh thuần xinh đẹp không hề hiếm thấy trong côn lôn, thậm chí là gặp rất nhiều, mà Giang Lan chỉ là một trong những đệ tử bình thường nên cũng sẽ không có ánh hào quang trói lọi như vậy, cho nên hai người đi trên đường, cũng không có người nào chú ý. Đã quen biết với sư đệ quen biết 250 năm, rất ít khi thấy sư đệ cười vui vẻ, tiểu vũ nghĩ nghĩ, sau đó thử nói. Sư đệ muốn thử thu nhỏ đi một chút không? Giang Lan, cũng không phải là ai cũng có thể thu nhỏ được. Đến rồi, chúng ta vẫn nên xem trước tình hình như thế nào đi. Giang Lan phớt lờ câu hỏi của Tiểu Vũ, nhưng nếu cuối cùng thật sự là thế hòa, không phân thắng bại thì trận chiến cuối cùng của hắn quả thực sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Áp lực là chuyện nhỏ, chủ yếu là độ chú ý sẽ rất cao. Thế nhưng là người Côn Lôn, hắn cũng sẽ không hy vọng lộ Gian thua. Còn nữa, chuyện lộ Gian thua khả năng không cao. ở Côn Lôn ai cũng ngầm hiểu rằng đệ nhất phong cùng đệ bát phong mạnh nhất, làm mạnh nhất về sức mạnh chiến đấu. Cho nên đệ nhất phong thua, hắn có hơi bất ngờ xem ra long tộc cũng biết điều này nên đã đưa ra tuyển thủ mạnh nhất để chống lại hai phong mạnh nhất của côn lôn hiện tại đệ nhất phong thua đệ bát phong có lẽ cũng không dễ dàng đệ bát phong là lộ gian không cần hỏi mọi người đều biết lộ gian không phải là đệ tử đệ bát phong mạnh nhất nhưng tuyệt đối là đệ tử đệ bát phong xuất sắc và được xem trọng nhất lộ gian lúc này đứng trong trung tâm quảng trường tại vị trí của đệ bát phong chung quanh là vô số đệ tử xem trận chiến có người ngự kiếm ở trên trời có người đứng tại khu vực bên lề, thậm chí là có người đứng ở phía trên rừng cây. Giang Lan cùng Tiểu Vũ là đứng tại khu vực bên lề, xung quanh đều tà đệ tử tu vi tương đối thấp, đại khái là những đệ tử mới nhập môn mấy chục năm. Đối thủ của lộ gian sư huynh hình như là long nữ, đột nhiên có tiếng nói truyền tới. Giang Lan nhìn sang thì phát hiện là nữ long tộc thật, là một vị long nữ xinh đẹp, người mặc thanh sắc nhuyễn giáp, tay cầm trường thương, phía trên mái tóc dài là một cặp sừng rồng, tư thế hiên ngang chân tiên viên mãn áp chế chân tiên trung kỳ tu vi của lộ gian sư huynh bây giờ đang là chân tiên trung kỳ muốn thăng cấp lên thiên tiên còn phải cần một khoảng thời gian nữa có điều đối phương là đang áp chế tu vi có nghĩa là đang chiếm được ưu thế khó trách đệ nhất phòng ngại thất bại đại khái cũng là thủ đoạn tương tự cô lôn không có đệ tử nào mạnh hơn sao khẳng định là có nhưng trước mắt là để đệ tử tương đối xuất sắc ứng chiến sư tỷ quen biết vị long nữ kia giang lan hỏi tiểu vũ tiểu vũ tắc đầu. Không biết, lần này tới là thế hệ trẻ tuổi, có biết qua bác thái tử nhưng mà là mới vừa quen biết gần đây thôi, đó là đệ đệ của nàng, không muốn quen biết cũng không được, mà những người khác, nàng biết ngao dã đến cô luôn thường xuyên nhất, số lần gặp cũng tương đối nhiều, ít nhiều có nói qua mấy câu. Sắp bắt đầu rồi, không biết sư huynh có thể thắng được hay không, nguyên một đám đều chú ý chuyện này, ngược lại không có ai coi thường long nữ, long tộc cường đại, bọn họ xem bảy ngày nay là có thể nhìn ra được, dù sao không có mấy người biết người nào áp chế tu vi. Trong lúc bắt đầu thách thức thi đấu, lộ gian chuyển động, không muốn để cho đối phương ra tay trước, kiếm ý bắt đầu khuếch tán ra, sức mạnh thuộc về chân tiền bán ra giống như một cơn nước lũ muốn bao trùm và xé nát đối thủ. Giang Lan cao mày rồi đột nhiên nhớ ra khi chân tiên giao thủ thì vô cùng uy lực, không phải những người bọn họ đang đứng ở nơi này đều sẽ phải chịu chết sao. Bùm! một luồng sức mạnh mạnh mẽ và chạm rồi nổ vang làm cho dư âm khuếch tán ra khắp nơi. Xoạt, sức mạnh trực tiếp bao phủ tất cả các hướng. Giang Lan nhìn thấy dư âm đang rơi xuống mà nơi này không có bất kỳ một lớp phòng ngự nào, cũng không có trận pháp kết giới nhưng những người này lại không hề lo lắng sao. Sau đó hắn nhìn thấy một vị chân tiên viên mãn đang ngồi ở phía trước, hắn đã biết đại khái, ừm. Quả nhiên, khi dư âm bay đến thì đã bị chân tiên kia ngăn lại. Thiên kiêu của đệ bát phong cũng chỉ đến thế mà thôi, giọng nói kinh thường của ngạo lâm truyền ra từ bên trong gầm có tiếng lòng ngâm vang lên một đạo long ảnh xuất hiện xung quanh ngao lâm rồi trực tiếp đánh tan công kích kiếm thế của lộ gian lộ gian trông vô cùng anh tuấn khi xuất ra một chiêu mà đòn công kích của bản thân hắn ta cũng lạnh thấu xương nhưng khi đối mặt với ngao lâm lại lộ ra một chút yếu điểm ngao lâm ở long tộc cũng rất mạnh tuy nhiên nàng ta cũng không phải là thiên sinh tiên linh nhưng thiên phú chiến đấu còn mạnh hơn nhiều so với tiên thiên tiên linh long tộc vô cùng coi trọng đệ bát phong nên đã phải người có thiên phú chiến đấu cao nhất trong số bọn họ đến mà tu vi lại còn áp đảo lộ gian sư huynh tiểu vũ đứng ở một bên giải thích giang lan quay đầu lại nhìn tiểu vũ hắn vẫn còn hơi nghi ngờ một chút tiểu vũ nói về long tộc khiến cho tất cả mọi người cảm thấy giống như một con người đang đàm luận nói đến tộc của ta sư đệ kia dường như không thích ta lắm tiểu vũ trừng mắt nhìn giang lan sư đệ cảm thấy đệ bát phong sẽ thắng sao tiểu vũ hỏi Lúc này kiếm quang của lộ gian khuếch tán ra, kiếm ý phun trào có chằm đi chi thế. Long ảnh của Ngao Lâm sát bên người, đại hải vô lượng bao phủ tất cả kiếm quang và kiếm ý. Thế bất khả kháng, nhìn bộ dạng này, lộ gian đang ở thế yếu. Sẽ thắng nếu như bên kia không giấu rốt, Giang Lan mở miệng nói. Đúng lúc đó, một vị tiên tử đi tới và nghe được giọng nói của Giang Lan, sau đó đi đến bên cạnh Giang Lan rồi cười nói. Sư Huynh, ngươi cũng ủng hộ lộ gian Sư Huynh sao? sư huynh là nhất phong gì? Giang Lan dường như khá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của tiên tử này, là một sư muội trúc cực kỳ, không biết là nhất phong gì, chỉ là đối phương dựa vào hơi gần nên cửu ngư chi lực đã sẵn sàng bất cứ lúc nào, đây chính là bản năng tự vệ đối với những người xa lạ. Nhưng vẻ mặt bình tĩnh chẳng qua là khi không muốn trả lời mà thôi, tiểu vũ lập tức đi đến bên cạnh hắn, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn sang một bên rồi đứng ở trước mặt vị tiên tử kia. Sư muội có vấn đề gì thì có thể hỏi ta, Tiêu vũ thu lại nụ cười rồi khôi phục lại trạng thái bình thường bình tĩnh và lạnh lùng, tiểu tiên tử vừa mới được đáp lời kia giật nảy mình, bởi vì nàng cho rằng tất cả mọi người đều ưa thích hộ gian sư huynh nên sẽ có một chủ đề chung, nhưng không ngờ rằng đối phương lại có thái độ thù địch. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự thù địch của đối phương. Vâng, rất xin lỗi vì đã quấy dày, nói xong tiểu tiên tử này tập tức quay người rời đi. Được rồi, tiểu vũ nhìn giang lan đã khôi phục trạng thái nhẹ nhõm. Sư đệ có thể nói một chút về lý do tại sao lộ gian sư huynh sẽ thắng không? Ta cảm thấy lộ gian sư huynh đang ở thế yếu. Giang Lan nhìn tiểu vũ, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mặc dù chỉ là một động tác nhỏ nhưng nó luôn mang một ý nghĩa kỳ lạ. Hắn không suy nghĩ nhiều mà tại nhìn về phía quảng trường lần nữa, lộ gian sư huynh đang tiên tục rút lui. Lộ gian sư huynh vẫn chưa thật sự xuất thủ. Giang Lan nhìn lộ gian rồi nói một cách nghiêm túc. Kiếm của sư huynh vô cùng vững vàng và thoải mái nhưng lại là một loại trói buộc nên kiếm ý không được trôi chảy. Lộ gian sư huynh có thể trở thành đệ bát phong trong truyền thuyết nên chắc chắn không đến mức có khuyết điểm cấp thấp như vậy. Tiểu vũ nhìn kỹ một chút bởi vì nàng thường xuyên tiếp xúc với chảm long chân ý nên nàng cũng có một chút hiểu biết về kiếm ý. Vào lúc này, nàng cũng đã phát hiện ra kiếm ý của lộ gian sư huynh có gì đó không đúng lắm. Ánh mắt của sư đệ sao lại độc như vậy? Tiểu vũ quay đầu nhìn về phía Giang Lan, có lẽ có liên quan đến chuyện này giang lan mở miệng giải thích chảm long kiếm cũng là loại thuật pháp này giúp giải được kiếm ý dễ dàng mà về phía long tộc hắn không hề hiểu như vậy nếu như chỉ có như vậy thì hôm nay đệ bát phong sẽ là người thua ngao lâm đứng giữa không trung hư ảnh cự long xuất hiện ở sau lưng trực tiếp tấn công về phía lộ gian đây là một thuật pháp mạnh mẽ một sức mạnh đáng sợ mà tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được lộ gian sư huynh sắp thua sao đây là sự nghi ngờ trong tâm trí của tất cả mọi người, nhưng rất nhiều người lại không tin vào điều đó. Làm sao lộ gian sư huynh tại có thể yếu như vậy được, có cảm giác như hắn ta vẫn chưa bắt đầu tỏa sáng. Lúc này long ảnh sắp bao phủ lộ gian nhưng vào thời điểm cuối cùng lại truyền ra một tiếng thở dài nặng nề. Vốn dĩ không phải như vậy, bùm, đúng lúc này, một đạo kiếm ý bạo phát từ trên người lộ gian, một kiếm này trực tiếp quét ngang chân trời, long ảnh vừa mới tấn công đã bị một kiếm chém thành hai mảnh. Hóa thành hư vô, Giờ phút này, vào lúc Lộ Gian phản quang lên thì trực tiếp đối diện với Ngao Lâm, hắn ta đang cầm một thanh trường kiếm, kiếm ý bùng phát ở trên người hắn ta, giống như bản thân hắn ta chính là một thanh kiếm, hắn ta đi tới cũng là một cuộc tấn công. Ngao Lâm không dám xem thường chút nào, một tiếng long ngâm truyền ra, trực tiếp bán long hóa, giờ phút này, Lộ Gian đến rồi vung kiếm chém xuống, Ngao Lâm không bao giờ chịu nhượng bộ, nàng ta không tuân thủ phản công. Phốc lợi chảo của nàng ta mang theo sức mạnh đáng sợ rồi bắt lấy ngực lộ gian. Nhưng điều này khiến nàng ta choáng váng bởi vì đối phương căn bản không hề có chút phòng ngự nào. Phốc, ngay lập tức, nàng ta mới nhận ra rằng cơ thể mình có thêm một đạo kiếm quang mà kiếm ý đang xâm nhập vào cơ thể nàng ta để phá hủy nhục thể của nàng ta. Sau khi đau đớn một túc thì nàng ta gầm lên giận dữ, nàng ta đã lựa chọn tiếp tục tấn công. Vào thời điểm này, không bên nào có hàng phòng ngự cũng như không có bất kỳ thuật pháp nào, một người dùng kiếm, một người dùng chân long lợi chảo, một người một đạo tấn công không bao giờ dừng lại. Máu từ trên không trung đổ xuống nhuộm đỏ cả quảng trường, tất cả mọi người ngây người ra, chuyện gì đã xảy ra vậy? Giang Lan cũng vô cùng khiếp sợ, đây là chuyện gì vậy? Thế nhưng hắn đã sớm phát hiện ra có gì đó không đúng bởi vì kiếm ý của lộ gian càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lạnh thấu xương. Mà lông ảnh xung quanh Ngao Lâm đang càng ngày càng suy yếu, lúc này, Ngao Lâm càng đánh càng sợ hãi, trong lòng nàng ta cũng bắt đầu cảm thấy e ngại trong mắt đối phương mang sự điên cuồng và cả ý cười, giống như đây mới là trận chiến mà hắn ta mong muốn. Hơn nữa, đối phương càng ngày càng mạnh, thương tích căn bản không đủ để khiến hắn ta yếu đi, đây chính là dã thú. Ngay thời điểm trong lòng nàng ta đang có ý định rút lui thì kiếm đã đi tới phía trên đầu nàng ta, ngạo lầm kinh hãi nhưng không thể trốn thoát được. Bùm, kiếm quang xuất hiện ở trên không, khó hơi chói mắt. Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì ở dưới ánh sáng, sau một lát, bọn họ đã lập tức nhìn thấy có thêm một người xuất hiện trên bầu trời là ngao lệ hắn ta đứng ở trước mặt lộ gian rồi chặn lại đường kiếm có thể gây trọng thương cho ngao lâm kiếm đạo ngao lệ có chút kinh ngạc nhìn lộ gian rồi bình tĩnh nói long tộc chúng ta đã thua trong trận chiến này sau đó hắn ta dẫn ngao lâm rời đi lộ gian nhìn bọn họ rời đi nhưng hắn ta không hề quan tâm mà nhớ mày nhìn thương thế của mình cảm thấy vẫn chưa đủ nặng thấy vậy Giang Lan và Tiểu Vũ lập tức xoay người rời đi. Ngày mai đến lượt sư đệ rồi, sư đệ căng thẳng không? Trên đường đi, Tiểu Vũ hỏi Giang Lan. Có một chút, Giang Lan nhẹ giọng đáp, quả thật là có một ít, trong trường hợp hoa không phân thắng bại thì sẽ có rất nhiều người chú ý đến hắn. Thua, đệ cử phong nhất định không phải là đối thủ của Long Tộc. Đúng vậy, sư đệ đệ cử phong mới chỉ là nguyên thần hậu kỳ thì dùng cái gì để đấu với tiên thiên tiên linh chứ ngày mai ta sẽ không tới xem đâu ta cũng không xem trở lại đệ cử phong giang lan tập tức rút linh dịch vào thực vật tàn trạng thái của u dạ hoa xem ra vẫn còn tốt cũng là thực vật tàn nhưng xem ra không quá dễ chịu trước đó vỏ trứng màu trắng bắt đầu chuyển sang màu đen nhưng có thể là do ngộ độc thực phẩm khí tức sinh bệnh coi như đã ổn định sau khi rót một ít thuốc giải độc thì Giang Lan tập tức không để ý nữa. Những năm này thực vật tàn cũng sẽ sinh bệnh nên việc vỏ trứng biến thành màu đen cũng không hiếm thấy. Thân là một loài thực vật nhưng thực vật tàn dễ bị bệnh hơn u dạ hoa. Nhưng không cần phải không lắng nhiều so với u dạ hoa, thuốc giải độc có hiệu quả rất tốt. Một khi u dạ hoa khô héo thì sẽ cần rất nhiều thời gian để khôi phục. Khôi phục cũng là một loại trạng thái uể oải và thiếu tinh thần như ngày ấy, mà cách chăm sóc nó cũng như vậy. Theo lý thuyết thì bọn chúng cần phải sinh sôi linh khí và phát triển khỏe mạnh. Nhưng đáng tiếc là loại này luôn đứng trước bờ vực của sự sinh tử. Hắn cũng không biết hai bọn chúng còn có thể kiên trì được bao nhiêu năm nữa. Giang Lan cảm thấy chỉ cần không phải thiên tai nhân họa thì chắc chắn hắn sẽ tiến đám thực vật đàn kia đi. Sau đó Giang Lan lập tức ngồi sang một bên để lòng mình bình tĩnh lại. Vừa mới ngồi xuống thì Tiểu Vũ đã lập tức ngồi vào vị trí đối diện hắn. Sư đệ, người đã nói nếu như buổi tối ta ở lại đệ cử phong thì sẽ có tâm ma sao. Tiểu Vũ và Giang Lan quay trở lại đệ cử phong cũng không hề quay trở về giao trì có thể không về mặt lý thuyết thì sẽ không thể sau một lúc im lặng giang lan nghĩ tới điều gì đó rồi nói sư tỷ chờ ta một chút nhìn thấy giang lan đã đứng dậy nên tiểu vũ có chút nghi ngờ nhưng nàng cũng không vội mà chỉ gật đầu nhìn xem sư đệ muốn làm gì một lúc sau nàng nhìn thấy giang lan đang tạo ra một số phù văn không rành mạch có liên quan đến trận pháp ở bên trong viện tử nhưng lại không có đầu mối để biết được cụ thể là loại trận pháp nào Giang Lan đã dành một khoảng thời gian để xây dựng một kết cấu tạm thời. Công trình tương đối lớn nhưng may mắn là đã được hắn đơn giản hóa lại, nếu không ba ngày nữa sẽ không thể xây dựng được, buổi chiều ngày hôm đó. Một số sắp xếp đã được hoàn thành thuận lợi, Giang Lan đứng dậy nhìn về phía Tiểu Vũ, lúc này Tiểu Vũ cũng đang mở to mắt nhìn hắn, dường như ánh mắt chưa từng rời đi. Sư tỷ đã nhìn từ nãy đến giờ sao, Giang Lan tò mò hỏi cảm giác thời gian có vẻ trôi nhanh hơn khi nhìn sư đệ làm việc tiểu vũ nhẹ giọng nói giang lan giật mình đúng vậy sao hắn không hỏi nhiều mà tại ngồi xuống phía đối diện với tiểu vũ sư tỷ nhắm mắt lại đi nhìn thấy ánh mắt của tiểu vũ đột nhiên mở to ra làm cho giang lan hơi kinh ngạc nhưng có khả năng sư tỷ đang rất lo lắng nên sau đó hắn nói thêm bình tĩnh lại và cảm nhận viện từ một chút tiểu vũ nghe được lời này thì mới nhận ra nên có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống sau đó nhắm mắt lại. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, nàng đã nhìn thấy viện tử, chỉ là viện tử tương đối chống trải, có chức khác biệt so với viện tử hiện thực, tâm thần viện tử. Sư tỷ đã thấy chưa, giọng nói của Giang Lan vang lên trên bầu trời tại viện tử, tiểu vũ biết Giang Lan đang nói chuyện với nàng, sau đó tỉnh táo trở lại, nàng vẫn có chút khó tin. Đó là tâm thần khách đếm sao? Ừ, Giang Lan khẽ gật đầu nó được xây dựng trong những năm gần đây nhưng vẫn còn kém một chút chính vì vậy nó vẫn chỉ có một ít khung sườn thôi tiểu vũ dùng ngón tay trắng nõn và tinh tế chỉ vào chính mình rồi nói là chuẩn bị cho ta sao nàng đã từng hỏi về tâm thần khách điếm nhưng lúc đó giang lan cũng không biết đã nhiều năm trôi qua như vậy có lẽ sư đệ sẽ không bao giờ trở thành một cuộc gặp gỡ sau đó nàng nhớ tới kính hoa thủy nguyệt Quyển sách kia cũng được lấy sau khi nàng nói qua về tâm thần khách điếm thì sư đệ mới muốn có được từ chỗ lão bản của khách điếm bên kia. Tiểu vũ không biết liệu có phải do nàng suy nghĩ quá nhiều không, nhưng nàng chỉ muốn hỏi một chút, nàng nhìn Giang Lan giống như đang chờ đợi một câu trả lời. Câu trả lời đã không làm cho nàng thất vọng, Giang Lan khẽ gật đầu một cái rồi ừm một tiếng, vậy mà tiểu vũ lộ ra sự vui mừng, nàng chỉ muốn cười một cái, ở nơi này cùng với sư đệ, nàng rất thường xuyên mỉm cười, Sư tỷ có thể dùng tâm thần viện tử để kiểm tra xem mình có tâm ma hay không. Giang Lan nói, vốn dĩ hắn định làm ra để tiểu vũ chơi, hiện tại cũng có thể được sử dụng để phát hiện tâm ma. Tối nay sư đệ muốn nghỉ ngơi hay vẫn tiếp tục tu luyện, nếu như muốn tu luyện thì sẽ cả không quấy rầy sư đệ mà ta sẽ nghiên cứu tâm thần viện tử một chút. Bây giờ tiểu vũ dường như rất muốn đi chơi ở tâm thần viện tử, đó có tâm thái hoàn toàn khác với tâm thần khách điếm, có lẽ viện tử là dành cho nàng. Lắc đầu, Giang Lan bắt đầu bình tĩnh trở lại, ngày mai hắn sẽ phải khiêu chiến thi đấu nên tất nhiên cần sử dụng trạng thái tốt nhất. Tiểu Vũ ở đây đại khái cũng là vì để ý đến trận chiến ngày mai. Ngào mãn đi theo phía sau lưng ngào giá, bọn họ đang tiến ra phía ngoài côn lôn. Thật sự không đi uống rượu sao, ta đã mua đồ uống ngon, còn mua cả đồ nhắm nữa. Ngào giã nhìn ngào mãn, rồi nói, hắn ta hiểu rằng đầu tốt nên được chia sẻ. Nghe được những lời này, ngao mãn trợn tròn mắt nhìn ngao giã hắn ta đã tính toán kỹ càng rằng mỗi lần ngao dã uống rượu thì đều đi gây sự và lần nào cũng muốn đánh nhau với người khác đây chính là một người không có tử phẩm vì vậy khi uống rượu với hắn ta đúng là có hơi mất mặt không cẩn thận còn có thể mất đi tính mạng hắn ta không đủ sức để uống được rượu này hơn nữa ngày mai còn phải giao thủ với tỷ phu tương tai nên hắn ta không thể uống rượu mà làm hỏng việc mặc dù phong chủ của đệ cựu phong vẫn còn nương tay với hắn ta bởi vì nể mặt tỷ phu tương lai của hắn ta nhưng cuộc khiêu chiến này thật ra có ý nghĩa vô cùng quan trọng hắn ta sẽ nương tay nhưng nhất định sẽ không thua dù sao thì việc liên quan đến toàn bộ long tộc cũng không phải và việc mà hắn ta có thể bốc đồng là tiên thiên tiên linh của long tộc nhưng hắn ta cũng không thể gánh nổi mặt mũi của toàn bộ gia tộc hắn ta đã bị đánh bại bởi một nhân tộc việc này đơn giản chính là một sự xỉ nhục không thể rửa sạch được những con rồng khác có lẽ không thèm để ý nhưng hắn ta thì khác hắn ta là bát thái tử của long tộc thiên sinh tiên linh và hy vọng tương lai của long tộc làm sao có thể thua làm sao có thể thua được sau khi từ biệt ngao giã ngao mãn đi đến khu rừng dưới đệ cửu phong không đi lên mà chỉ đứng ở dưới chờ đợi trời tối rồi lại chờ đến bình minh đến lúc đó hắn ta sẽ khiêu chiến với tỷ phu tương lai ở phía trên đệ cửu phong hắn ta cũng muốn nhìn ngắm chạm long kiếm trong truyền thuyết một cái điều duy nhất mà tỷ phủ tương lai có thể dựa vào cũng chỉ có cái này ngày mai không lừa gạt hắn không làm nhục hắn mà chỉ qua minh chính đại thắng hắn. Đây là niềm tin của Ngao Mãn, như vậy mới xứng đáng với tất cả mọi người, không đắc tội côn lôn mà còn có thể cho gia tộc một lời giải thích. Cũng là cho tỷ tỷ một lời giải thích, về phần ảnh hưởng tiếp theo, không phải là thứ mà những tiểu bối như bọn họ có thể tham gia. Nhân tiên viên mãn là người luôn kinh thường nguyên thần hậu kỳ nhưng cũng không có cách nào, giang lan quá yếu nhưng đã xông vào tầm mắt của bọn họ. Nếu không như vậy thì cần phải trà trộn ở dưới tiên. Sáng sớm, mưa và sương ngưng tụ tại, Giang Lan mở mắt ra, Tiểu Vũ cũng đã đi ra khỏi tâm thần viện tử. Sư đệ đã chuẩn bị xong chưa? Tiểu Vũ mở miệng hỏi, đêm qua, nàng đã đưa bản ghi chép về bài trận chiến đấu cho Giang Lan. Vì vậy, Giang Lan cũng đã có một sự chuẩn bị. Ừ, bây giờ ta cũng cần phải quét dọn quảng trường trong túc chờ bát thái tử đến. Giang Lan đứng lên, nhẹ giọng nói ta cũng sẽ giúp sư đệ quét dọn tiểu vũ đứng dậy đi theo sau đó bọn họ lần lượt đi đến quảng trường của đệ cửu phong quảng trường của đệ cửu phong đã từng được giang lan sửa chữa và được bổ sung thêm rất nhiều trận pháp lần này cuộc chiến của nguyên thần hậu kỳ cũng sẽ không gây ra thiệt hại gì trời còn chưa sáng tiểu vũ và giang lan cầm chổi quét dọn đống lá rụng tiêu vũ nhìn giang lan không nhanh không chậm giống như đây chỉ là một ngày thường quét dọn bình thường nàng cũng không nói thêm gì mà chỉ đứng bên cạnh quét dọn cùng giang lan sư tỷ ta đã quét qua bên kia rồi nên tỷ không cần quét nữa đâu hà được